Ok, Hùng Lê xin kính chào quý anh chị nhà đầu tư. Rất vui được gặp lại cả nhà trong bản điểm tin vào ngày thứ sáu hàng tuần trên kênh YouTube Chứng khoán Chiến binh trên từng con sóng cũng như trên kênh Facebook Chứng khoán Chiến binh trên từng con sóng. Để chúng ta cùng view lại tổng quan toàn bộ tình hình thị trường trong tuần vừa qua. Chính xác hơn là từ thứ tư tuần trước, bởi vì bản tin trong cái bản tin video số 76 thì Hùng Lê làm từ thứ tư tuần trước. Và sau đó thì chúng ta sẽ có một vài phân tích đánh giá định lượng cái tình hình thị trường trong tuần mới, tức là tuần từ ngày mùng 4 đến ngày mùng 8 tháng 11. Và sau đó thì Hùng Lê sẽ cùng tất cả anh chị em của chúng ta sẽ phân tích lại, sẽ điểm qua lại toàn bộ cái danh mục các cái mã cổ phiếu mà Hùng Lê liên tục phân tích cập nhật cho quý anh chị nhà đầu tư trong thời gian vừa qua. Thì trong cái bản tin phân tích định hướng thị trường, trong cái bản tin video số 76 là bản tin vào tối ngày thứ tư, thì Hùng Lê cũng đã có những cái phân tích đánh giá, trong đó những cái đánh giá quan trọng nhất đó là Hùng Lê có đề cập đến việc trụ các cái nhóm blue chip vốn hóa vừa và các cái nhóm ngành ngân hàng sẽ phục hồi trong hai phiên cuối tuần, tức là phiên của ngày thứ 5 và ngày thứ 6 của thứ tư tuần trước. Bởi vì ngày thứ tư tuần trước là Hùng Lê làm bản tin thì Hùng đã có những cái đánh giá nội tại của thị trường trong cái thời điểm đó, bởi vì tối ngày thứ 6 tuần trước thì Hùng Lê có công việc gia đình nên là Hùng Lê không có làm được bản điểm tin. Và ngay trong cái bản tin video số 76 thứ tư tuần trước thì Hùng cũng có đánh giá là VN Index đã lấy lại được cái mốc 990 hết sức là ấn tượng, và cái dòng tiền đã có một cái sự lan tỏa nhất định, và các cái mã cổ phiếu về cơ bản tốt mà Hùng Lê liên tục phân tích đánh giá ở trên tin Zalo cũng như liên tục phân tích các cái danh mục hàng tuần cho quý anh chị nhà đầu tư thì đã có những cái mức tăng rất là tốt, và nó sẽ có những yếu tố tích cực tác động lên thị trường trong tuần tới. Và tại cái bản tin đó thì Hùng Lê cũng có kỳ vọng là thị trường của chúng ta trước mắt sẽ cần lấy lại cái mốc 995 điểm trong hai cái phiên ngày thứ năm và ngày thứ sáu của tuần trước, và sau đó thì Hùng Lê sẽ tiếp tục có những cái bản tin. Và các cái vị thế cổ phiếu thì Hùng Lê vẫn nhấn mạnh với tất cả các anh chị em đó là mặc dù VN Index của chúng ta tiệm cận mốc 1.000 điểm, nhưng về cơ bản là Hùng Lê có những cái đánh giá rằng là những cái mã cổ phiếu mà chúng ta đang theo dõi, đặc biệt là chúng ta tập trung các cái mã cổ phiếu về ngành ngân hàng cũng như các cái mã cổ phiếu về trụ, các cái mã cổ phiếu trụ là rất là đứng đắn ở trong cái thời gian vừa qua, bởi vì chúng ta cũng thấy rằng là dòng tiền ở trên thị trường chứng khoán đã có một cái sự phân hóa rất là mạnh. Và sau cái bản tin tức là ngày 23 tức là ngày thứ tư của tuần trước thì trên team Zalo tiếp tục đến kết thúc phiên ngày thứ tư và đến ngày thứ năm, tức là ngày 24 tháng 10 thì Hùng Lê tiếp tục có những cái phân tích đánh giá cái xu thế của thị trường. Và đến tức là đây là ngày 24, tức là lúc đấy khoảng tầm 9 giờ thì Hùng Lê có đánh giá rằng là trên cái biểu đồ xu thế, biểu đồ xu hướng của VN Index thì đã có một cây nến doji kết phiên ngày thứ tư, và phiên ngày hôm nay tức là phiên ngày thứ năm thì đã có một cây nến xanh với bóng nến dài, cho thấy thị trường đang có những cái dấu hiệu tốt lên và các cái chỉ báo kỹ thuật ngắn hạn đang ủng hộ cho xu thế giao dịch tích cực hơn, và cái mốc 995 thì cần tích lũy tại đây. Và Hùng cũng có đánh giá rằng là cái kịch bản mà trụ và các cái nhóm ngân hàng mà tăng trở lại thì mốc 1.000 điểm nó không phải là vấn đề lớn của thị trường của chúng ta lúc này. Và các cái vị thế cổ phiếu thì vẫn về cơ bản là như vậy. Hùng vẫn khuyến nghị các anh chị của chúng ta tập trung các cái mã cổ phiếu trụ, các cái mã cổ phiếu có tín hiệu như là Vinamilk, ví dụ như là VRE, đó, ví dụ như là GAT, VDC, MWG, Bình Minh, FPT, PTB và một số các cái mã cổ phiếu cơ bản như vậy. Và sau đó thì liên tục hàng tuần thì Hùng Lê, và đến cái ngày 25, tức là kết phiên ngày 25, tức là ngày thứ 6, thì Hùng Lê không có làm được bản tin, và Hùng Lê cũng đã có những cái phân tích, có những cái phân tích đánh giá về xu thế của các mã cổ phiếu, trong đó là có đề cập đến việc Combank với việc là đã vượt được vùng 85 và target tiếp theo của mốc 90, Vinamilk thì đã test thành công ở mốc 131, vân vân.
Và các cái dòng cổ phiếu thì vẫn về cơ bản là như vậy. Và trong trong cái buổi kết tuần thì Hùng đã có một cái đánh giá là thị trường trong tuần tới, tức là tuần vừa qua, tức là tuần từ ngày 28 và đến ngày 1 tháng 11, thì sẽ có một cái tuần giao dịch hết sức là tích cực, và cả nhà lấy sức nghỉ ngơi để chúng ta có một cái tuần để chúng ta chốt tất cả những cái mã cổ phiếu trong danh mục của chúng ta đạt những cái target tiếp theo. Và tiếp tục như vậy thì sau đó thì Hùng có đánh giá các cái mã cổ phiếu trụ, các cái mã cổ phiếu vốn hóa sẽ là những cái động lực để tiếp tục kéo VN Index của chúng ta tiệm cận cái mốc tâm lý 1.000 điểm. Và liên tục trong phiên ngày thứ hai và ngày thứ ba, ngày thứ tư đầu tuần, thì ông Lê có khuyến nghị chúng ta là chúng ta sẽ quan sát những cái phản ứng của thị trường ở cái mốc 1.000 điểm, ở mốc 1.000 điểm. Và đến kết phiên ngày thứ tư của tuần này, tức là ngày bao nhiêu ạ? Ngày thứ tư tức là ngày 30. Hùng sẽ xem lại tối ngày 30 thì ngày 28 thì Hùng cũng có bản tin. Tối ngày 28 thì Hùng cũng có bản tin. Trong đó thì tối ngày 28 thì Hùng có đánh giá rằng phiên thị trường chung đã lấy lại được mốc 995 vào ngày thứ tư, tích lũy được trong phiên ngày mai và phiên thứ tư, thì xác suất thị trường cán mốc trên 1.000 điểm của tuần này là trở thành hiện thực. Và các cái vị thế mua mới thì chúng ta cũng tạm thời để chúng ta quan sát. Và trong cái bản tin của ngày đây rồi, trong cái bản tin của ngày 28, kết phiên ngày 28 tức là lúc đó là kết phiên của ngày thứ hai, thì Hùng Lê cũng đã có những cái đánh giá nội nội tại thị trường đang khá là ổn, và họ nhà VIX có thể sẽ là phục hồi ở ở những ở cái tuần tuần này. Bởi vì lúc đó thì Hùng có nhìn thấy Vinhome, tức là Vinhome của cái phiên Hùng có nhìn thấy Vinhome VHM, Vinhome ở phiên ngày thứ hai tức là ngày kết đây, ngày 28, sau khi Hùng Lê nhìn thấy có những cái dấu hiệu Vinhome tạo nền ở đây, tức là Vinhome không bị gãy cái nền ở đây, tức là nền khoảng nền 85 đến nền 84 và đang có những phiên tạo nền ở đây, thì Hùng Lê có kỳ vọng rằng là Vinhome sẽ là một trong những cái mã cổ phiếu mà sẽ quay trở lại dẫn dắt dòng tiền và dẫn dắt các cái nhóm ngành. Và đặc biệt là khi đó thì Hùng cũng có đánh giá cùng với thời điểm đó thì Hùng có đánh giá cổ phiếu VRE. VRE sau những cái tín hiệu bứt phá lên ở đây thì ngày 28 đây, những cái phiên test chỉnh về đây và đã chạm những cái vùng hỗ trợ, thì lúc đó thì Hùng cũng đánh giá rằng là VRE sẽ có những cái tín hiệu rất là tích cực, và chúng ta vẫn hoàn toàn có thể kỳ vọng một cái mốc để hỗ trợ cho thị trường, đó là mốc 1.000 điểm. Thì về cơ bản là như vậy, và liên tục trong trong những cái bản tin hàng tuần thì Hùng Lê liên tục có những cái đánh giá, và đặc biệt là trong tuần vừa rồi thì một số các anh chị quan tâm rất là lớn đến cái cổ phiếu Vinamilk, thì Hùng cũng nói luôn đó là Vinamilk đã bị bán rất là mạnh ở trong hai phiên phiên ngày 30 và phiên ngày 31. Cái động thái bán mạnh của Vinamilk thì Hùng cũng có đánh giá rằng là những cái động thái này đó là những cái động thái mà Vinamilk bị các cái nhà đầu tư nước ngoài bán mạnh, đó là một cái phần trong cái mục là tái cơ cấu của Vinamilk đấy, tái cơ cấu của Vinamilk. Và cái vấn đề hiện tại của chúng ta ở đây có nghĩa là Vinamilk bị bán như vậy thì nó không mang một cái tính chất đại diện cho thị trường, không mang đại diện cho cổ phiếu, mà chắc chắn rằng là sau những cái lực bán tháo như vậy thì Vinamilk sẽ có thể hồi phục. Và quan sát, Hùng Lê cũng có khuyến nghị các anh chị là chúng ta sẽ quan sát các cái phiên mà nếu như Vinamilk lấp lại được 1/2 cái thân nến ở trước đó và đóng cửa vùng giá 132.5 thì mọi thứ nó vẫn sẽ ổn đối với Vinamilk. Thì tí nữa thì chúng ta sẽ phân tích các cái mã cổ phiếu trong đó sẽ có Vinamilk.
Và trong cái buổi tối ngày thứ tư, tức là cái một bản tin như thường lệ hàng tuần ở trên team Zalo, thì Hùng Lê có đánh giá lại, view lại toàn bộ các cái kịch bản của thị trường, cũng như là các cái mã cổ phiếu mà chúng ta sẽ liên tục theo dõi ở trong cái thời gian vừa qua. Và Hùng cũng có đánh giá rằng là trên cái biểu đồ xu hướng thì các cái biểu đồ nến có một cái phần tâm lý sau kết phiên ngày thứ tư nó chưa thực sự là ổn định. Tuy nhiên thì Hùng Lê vẫn nghiêng về tổng quan, thiên về chiều hướng tích cực của thị trường trong hai phiên kết tuần, đó là phiên ngày thứ 5 và ngày thứ 6 của tuần vừa rồi. Thì các cái vị thế cổ phiếu thì Hùng vẫn, về cơ bản Hùng vẫn khuyến nghị các anh chị các cái mã cổ phiếu mà chúng ta đã liên tục theo dõi và đánh trong cái thời gian vừa qua. Và liên tục thì Hùng có cập nhật các cái tín hiệu kỹ thuật của các cái mã cổ phiếu về ngành ngân hàng, ví dụ như HD Bank, ví dụ như MBB. Đó, các cái tín hiệu kỹ thuật về các cái vùng giá, các vùng hỗ trợ và các cái kịch bản cổ phiếu có thể test chỉnh. Vietcombank ví dụ như vậy, những cái nhịp test chỉnh quanh vùng 86 và tích lũy trở lại hút cầu, quay trở lại vùng 86 và ở những cái xác suất tiếp theo thì Vietcombank Hùng đang có đề cập đến target gần là 90, và sau đó thì chúng ta sẽ phân tích một cái target xa hơn đó của Vietcombank, đó là 100. Rồi liên tục cập nhật các cái mã cổ phiếu Techcombank, nói chung là rất là nhiều. Bởi vì là cái bản tin của Hùng Lê đã làm từ ngày thứ 6, thứ tư tuần trước, chính vì vậy nên là cái dòng thời gian nó cũng khá là dài. Và trong ngày hôm qua thì khi Hùng Lê nhận thấy có một số các cái dấu hiệu của một cái lực hồi của thị trường và có thể đánh chạm về mốc 1.000 điểm, chính vì vậy nên Hùng Lê đã bắt đầu khuyến nghị các anh chị của chúng ta bắt đáy một số các mã cổ phiếu, ví dụ như BVH trong phiên ngày hôm qua, sau đó thì là Mansan chạm đáy 74, bắt đánh T cộng trong phiên ngày hôm qua. Vinamilk thì trong phiên ngày hôm qua Hùng tiếp tục có những cái phân tích cập nhật để cho những anh chị đang nắm giữ mã cổ phiếu Vinamilk để chúng ta có ổn định hơn về mặt tâm lý. Và Hùng có khẳng định với cả nhà là bản chất là đang bị nhà nước ngoài đạp mạnh và nó mang cái tính chất cục bộ chứ không mang tính toàn cục của Vinamilk. Và khả năng thì có thể là FNN đang dìm hàng, tức là đang bán một cái số lượng cơ cấu để cơ cấu lại, và ngày hôm nay thì rõ ràng là Vinamilk đã lấp lại những cái khoảng nến rất là đẹp đó. Và ngày hôm nay thì cũng một số các anh chị cũng đã có hỏi Hùng Lê một số mã cổ phiếu SSI, HCM, rồi Hùng cũng có nhắc lại cái thương vụ của họ cổ phiếu nhà VIX, đó là 1,1 VIX đổi 1 SDI. Cơ bản khá là nhiều. Ok, vậy thì là như vậy là trong cái tuần vừa qua thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là VN Index của chúng ta đã có một tuần giao dịch hết sức là tích cực, với sự trở lại của trụ các blue vừa và nhóm ngành ngân hàng đã có sự phục hồi ở trong phiên hai phiên cuối tuần, đó là phiên ngày thứ năm và ngày thứ sáu của tuần trước. Đấy là trong hai phiên ngày thứ năm và ngày thứ sáu của tuần trước. Đây chính là phiên ngày thứ năm và ngày thứ sáu của tuần trước, tức là VN Index đã lấy lại kết phiên ngày thứ sáu đâu đó là lấy lại vùng 997, tức là đã vượt cái mốc mà chúng ta phân tích ở đây là vùng 995. Và sau đó hai phiên đầu tuần thì VN Index đã có những phiên test nhẹ và kết phiên phiên ngày thứ tư đó, trên phiên ngày thứ tư, đây là kết phiên của ngày 30 tháng 10 thì Hùng có phân tích đánh giá và chúng ta lại có được có những cái phiên mở mua mới, bắt mua mới những cái mã cổ phiếu. Như vậy là VN Index của chúng ta đã có một tuần giao dịch hết sức là tích cực, và nó cũng đã vượt cái phiên kết tuần này, thì tí nữa Hùng sẽ phân tích sâu hơn. Nó đã vượt cái mốc 1.000 kháng cự ngắn, 1.100 điểm, xin lỗi cả nhà, 1.010 điểm. Và những cái kịch bản mà chúng ta tính toán, một cái kịch bản của VN Index ở một cái ngưỡng xa hơn, đó là khoảng 1.050 điểm, thì tí nữa Hùng sẽ phân tích sau. Tí nữa chúng ta sẽ phân tích sau, nhưng đến tại thời điểm này thì chúng ta cũng hoàn toàn có thể tính toán được một cái kịch bản tích cực hơn của thị trường. Ok. Phần chúng ta sẽ cùng điểm lại, toàn bộ các cái mã cổ phiếu của các dòng dẫn cơ bản.
Thì đầu tiên Hùng sẽ phân tích lại mã cổ phiếu Vinhome, VHM. Thì đối với Vinhome, trong những cái nhận định gần đây thì Hùng có đánh giá rằng Tạo Lập rất có thể sẽ sử dụng Vinhome. Đầu tiên sẽ sử dụng Vinhome để dẫn dắt thị trường và kéo thị trường của chúng ta qua được một mốc 1.000 điểm. Và trong phiên kết tuần ngày hôm nay thì Vinhome đã có một phiên tăng giá hết sức là ấn tượng và chạm lại cái vùng đỉnh cũ ở đây, tức là tại cái vùng 95 điểm, tại vùng 95. Thì về cơ bản đối với những cái trạng thái tài khoản của Vinhome thì các anh chị cũng có thể thấy rằng là khi Vinhome chạy thì Vinhome thường có những cái phiên chạy nước rút rất là mạnh. Thì cũng không loại trừ kịch bản trong cái kịch bản ngắn của Vinhome thì có thể Vinhome sẽ có thêm 1 đến 2 phiên tăng nữa. Tức là có thể Vinhome sẽ đánh mạnh về vùng 100 và sau đó thì Vinhome sẽ có những nhịp chỉnh giảm ở đây. Và cũng không loại trừ một kịch bản là sau một cái phiên tăng mạnh như thế này thì Vinhome sẽ cần phải test lại. Vinhome sẽ cần phải test lại thì cái phiên ngày thứ hai tuần tới thì Vinhome sẽ có những cái tín hiệu kỹ thuật tiếp theo. Nhưng mà với cái quan điểm hiện tại của Hùng Lê thì khả năng Vinhome sẽ có những cái phiên trả lại quanh cái vùng giá, khoảng vùng giá 93. Sẽ có những cái phiên test lại nhẹ nhẹ quanh vùng giá 93 ở đây trước khi mà có thể là Vinhome trong nhịp này sẽ đánh về vùng 100. Vinhome sẽ đánh về vùng 100, tức là có một cái lực hồi từ đây. Lực hồi từ vùng giá vùng hỗ trợ của Vinhome ở đây là quanh vùng 87.5, sau khi mà Vinhome đã không thủng cái ngưỡng hỗ trợ ở đây và Vinhome đã có những cái phiên test tích lũy ở đây rất là đẹp, và chính vì vậy nên Hùng đã có phân tích kỳ vọng những cái ý đồ của Tạo Lập sẽ sử dụng Vinhome là một trong những mã cổ phiếu để kéo VN Index của chúng ta qua mốc 1.000 điểm. Về xu thế hiện tại thì Vinhome có thể phiên ngày thứ hai và phiên ngày thứ ba Vinhome sẽ chùn lại và sau đó sẽ có một cái nhịp đánh tiếp của Vinhome. Đối với VIX thì sau khi mà Hùng Lê phân tích các cái kịch bản của VN Index ở trên tin Zalo, trong đó có nhấn mạnh đến cổ phiếu của họ nhà VIX, thì một số các anh chị cũng đã tiến hành bắt VIX ở trong phiên ngày hôm qua quanh vùng giá 119. Quanh vùng giá 119 thì khả năng là sẽ kịp T cộng 3. Đối với VIX trong giai đoạn hiện tại thì VIX đã có một cái nền tích lũy đi ngang ở đây, tức là nền ở đây là nền quanh vùng 115 đến vùng 118 khá là dài, và gần như là VIX không thủng cái nền hỗ trợ này thì một điều cũng có thể dễ hiểu đó là do những cái yếu tố tạo lập của thị trường đang nâng đỡ cái giá của VIX ở trong cái giai đoạn hiện tại. Và với một cái nhịp hồi như thế này thì khả năng là sang tuần tới thì VIX sẽ chạm về vùng giá 125. Khi chạm về vùng 125 này thì có thể VIX sẽ có những cái nhịp test chỉnh tại đây. Thì đối với những cái tài khoản mà chúng ta đã bắt VIX ở quanh vùng 118 thì chúng ta sẽ đánh hàng T cộng 3, tức là khi đến hàng về thì chúng ta sẽ ra toàn bộ hàng của cổ phiếu VIX. Đối với VRE thì là sau những cái nhịp phá test kênh ở đây, tức là tại vùng giá 33, thì Hùng Lê cũng đã có những phân tích định lượng khả năng thì VRE sẽ chạm. Trong cái bản tin video số 76 thì Hùng Lê đã có phân tích định lượng khả năng VRE sẽ chạm vùng kháng cự mạnh, đó là vùng 74. Vùng 34, và sau khi chạm vùng kháng cự mạnh này thì VRE sẽ có khả năng sẽ có những phiên lình xình test chỉnh ở quanh vùng giá 34. Thì phiên ngày hôm nay là một cái phiên nó khá là đột biến của VRE, khi VRE khớp lệnh gần bao nhiêu, gần 9,6 triệu cổ phiếu. Như vậy là một cái phiên khá là đột biến. Điều này là do hôm nay thì có một cái lực mua của quỹ đầu tư nước ngoài cũng khá là mạnh. Thì có thể là VRE sẽ có những cái tín hiệu bùng nổ theo đà, có nghĩa là có thể sang tuần mới thì VRE sẽ test nhẹ lại, tức là VRE sẽ test nhẹ lại ở cái vùng ở đây, tức là khi vùng kháng cự được đẩy đi qua thì nó sẽ trở thành một cái vùng hỗ trợ, tức là sẽ có thể sẽ test lại nhẹ ở vùng 34.5. Thì các cái tài khoản đang nắm giữ VRE thì trong phiên ngày hôm nay thì Hùng Lê cũng đã có khuyến nghị các anh chị của chúng ta, đó là có thể chúng ta sẽ chốt một phần của VRE ở vùng 34 đến vùng 34.5 đó. Đây,
có thể là sẽ chốt đi 1/3 hàng ở vùng 34 đến 34.5. Thì bởi vì là chúng ta cũng không có thể giám sát được rằng là đâu là đỉnh và đâu là đáy, thì khi mà cổ phiếu về cái vùng kháng cự mạnh thì chúng ta có thể xem xét để chúng ta ra bớt 1/2 hàng. Thì đối với kịch bản của VRE thì cái lực tăng của VRE hiện tại cũng đánh giá đang rất là tốt, khi mà dòng tiền đang tiếp tục có xu thế tăng lên và đường MACD đang có những cái độ mở rộng nhất định, thì cái kịch bản ngắn thì VRE có thể test chỉnh lại từ vùng 34.5 và sau đó thì VRE có thể sẽ có những phiên đánh chạm lại vùng 36 và thậm chí là khoảng vùng 36.5 ở đây. 36.5 có thể là VRE sẽ đánh chạm ở trong tuần tới, VRE sẽ có những phiên đánh chạm ở vùng 36.5. Thì về cơ bản đối với VRE hiện tại thì Hùng Lê cũng không có khuyến nghị các cái điểm mua, các cái điểm mua nó phải nằm ở khi mà VRE có một nền tích lũy ở dưới đây và có những tín hiệu thì Hùng Lê đã có phân tích ở trên Zoom. Về cơ bản thì chúng ta ở trong giai đoạn này VRE chúng ta sẽ canh chốt, VRE chúng ta sẽ canh chốt. Ok. Vinamilk là một cái cổ phiếu mà có lẽ là trong tuần vừa qua, và thậm chí và đúng hơn là trong cái phiên ngày thứ tư và ngày thứ năm, trong phiên ngày thứ tư và ngày thứ năm thì Vinamilk đã bị bán rất là mạnh. Thì lực bán này chủ yếu đến tập trung từ từ nhà đầu tư nước ngoài, và trong một cái kịch bản ngắn, ở gần đây, sau khi Hùng Lê phân tích cái target đầu tiên của Vinamilk đó là vùng 135, thì từ vùng 135 này Vinamilk sẽ cần có những cái phiên test chỉnh lại về ở vùng giá khoảng 131. Đây là một cái nền hỗ trợ của Vinamilk. Và chúng ta xem, nếu chúng ta xem ở trên biểu đồ đến tuần, thì phiên ngày hôm nay Vinamilk đã lấp lại được toàn bộ cái lực giảm của cây nến ngày hôm qua. Như vậy là rất là tốt, rất là ok. Bởi vì những cái trạng thái cục bộ của Vinamilk đã tạm thời bị đẩy lùi, và như vậy thì Vinamilk sẽ tích lũy lại ở quanh vùng một giá 131 và thậm chí có thể sâu hơn, có thể sẽ là cái nền ở đây sẽ là nền 100. Đây các anh chị có thể xem Vinamilk ở quanh về nền 130 đến 131. Đây sẽ là một cái nền mà Vinamilk sẽ test tích lũy lại sau một cái nhịp mà Vinamilk tăng, và Vinamilk đạt cái target vùng 135, để Vinamilk có thể ở trong nhịp này sẽ đánh chạm vùng 140. Về cơ bản thì Hùng Lê nhìn thấy ở trên cái xu thế dài thì chúng ta vẫn hoàn toàn có thể kỳ vọng một cái nhịp tăng mới của Vinamilk. Đối với kịch bản của Vinamilk trong thứ 2 và thứ 3 tuần tới thì Vinamilk sẽ có những phiên test tích lũy lại ở quanh nền giá 132 trước khi phát đi những cái tín hiệu tiếp theo. Thì đối với những cái tài khoản mà đang nắm giữ Vinamilk thì Hùng Lê khuyến nghị chúng ta sẽ tiếp tục nắm giữ Vinamilk, không có sao cả. SAB. Đối với SAB thì trong giai đoạn hiện tại thì SAB, những tạo lập của SAB thì cũng cơ bản là chưa được đẹp, nhưng mà ít nhất SAB đã không giảm giá, và cái vùng hỗ trợ ở đây vùng 250 thì hiện tại SAB đang có những cái nhịp hình thành từ đây, và hiện tại thì đang có những tuần có những phiên giao dịch quanh vùng 260, và Hùng Lê cũng kỳ vọng rằng SAB sẽ là một trong những cái nhân tố sẽ hỗ trợ và ổn định thị trường. Và trong nhịp này thì khả năng là sẽ kỳ vọng SAB sẽ đánh chạm về từ vùng 260 thì có thể sẽ đánh chạm về khoảng vùng 275. Đây 275 ở trong cái nhịp này. Khi mà các cái mã cổ phiếu trụ ở trong tuần tới sẽ chỉnh giảm thì có thể là SAB sẽ là một trong những cái mã cổ phiếu sẽ lấp vào cái chỗ trống đó trong cái thời điểm hiện tại. Thì đối với SAB thì chúng ta không tham gia đầu tư, nhưng mà chúng ta có phân tích để chúng ta có được những cái định lượng về thị trường. Đối với VDC thì đã có một cái nhịp phân tích khá là dài, đâu đó từ vùng dưới là từ vùng 115 đến vùng 117. Target gần của VDC đó là vùng 145. Thì hiện tại cổ phiếu này đã đạt được rồi. Và sau khi mà cổ phiếu này đạt được cái target 145 thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là VDC đã có những cái nhịp chỉnh, nói chung là những cái nhịp chỉnh ở đây thì nó rất là nhẹ nhàng, với cá nhân Hùng Lê nghĩ là rất là nhẹ nhàng. Thậm chí là trong cái kịch bản chỉnh sâu hơn của VDC, tức là sau khi đánh chạm vùng 145 thì VDC có thể chỉnh
chỉnh lại về vùng giá 140. Về vùng giá 140, đây là cái vùng mà VDC sẽ tích lũy trở lại để làm sao để VDC tiếp tục có một cái target nó cao hơn ở đây, đó là có thể sẽ đánh chạm vùng 155. 155. Đấy, trong cái kịch bản có thể là VDC sẽ không chỉnh về đến đây. Càng như vậy thì cổ phiếu nó sẽ rất là khỏe, anh chị lưu ý. Và nếu mà thậm chí là nếu cổ phiếu mà chỉnh về đó thì nó sẽ có những cái nhịp test chỉnh về đây, nó sẽ rất là ok. Ở trên cái xu thế hiện tại thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là báo cáo kết quả kinh doanh quý 3 của VDC khá là tốt khi mà VDC đã có mở rộng thêm những cái mảng về kinh doanh, đường bay vân vân và vân vân. Thì các anh chị cũng có thể xem các cái bản tin, các cái báo cáo tài chính của VDC ở trong quý 3. Còn Hùng Lê thì sẽ thuần về phân tích kỹ thuật một là nhiều, còn những yếu tố cơ bản thì Hùng Lê sẽ có xem qua, nhưng mà Hùng sẽ không xem sâu và sẽ không phân tích sâu về yếu tố cơ bản. Thì trên cái góc độ kỹ thuật hiện tại thì Hùng đánh giá rằng VDC đang có những nhịp test ở quanh vùng giá 145 rất là đẹp, và chỉ cần một phiên hút cầu VDC thoát vùng 145, tức là có một cây nến xanh như này, có một cây nến xanh như này, và cái lực cầu quay trở lại đâu đó khoảng tầm từ 1,5 đến 2 triệu cổ phiếu, tức là chúng ta sẽ cần cầu quay trở lại đây. Thì như thế thì một cái xác suất tiếp theo đó là VDC sẽ hoàn hành trình tiếp theo ở một cái hành trình là test chỉnh sâu sẽ là từ vùng 140 và đánh về vùng 155. Chúng ta tiếp tục kỳ vọng ở một cái mức target cao hơn của VDC. Với những anh chị đang nắm giữ tài khoản của VDC thì chúng ta hoàn toàn yên tâm để chúng ta nắm giữ. Chúng ta cũng có thể là khi mà cổ phiếu test chỉnh về vùng 140 mà không gãy thủng thì chúng ta hoàn toàn có thể gia tăng tỷ trọng để chúng ta có thể chốt lời ở những cái vùng cao hơn. Đối với cổ phiếu VDC là như vậy. Mã cổ phiếu BVH. Đối với BVH thì trong phiên ngày hôm qua thì Hùng Lê đã có những cái phân tích đánh giá định lượng trong cái việc là BVH đang trong quá trình mò đáy ở trong cái vùng 71.5, và Hùng Lê có nhìn thấy rằng là trong phiên ngày hôm qua thì lực cầu có quay trở lại đối với mã cổ phiếu BVH. Chính vì vậy nên là Hùng Lê đã khuyến nghị tất cả những anh chị em trong team của Hùng Lê bắt mua BVH để đánh T+3. Thì về cơ bản là hiện tại thì hôm nay đã là T1 đúng không ạ, hôm qua T0, hôm nay T1, thì cơ bản là lực hồi của BVH hiện tại đang khá là tốt. Khi mà lực cầu tiếp tục được đẩy vào ở mức khoảng trung bình 300 đến 400 nghìn cổ phiếu, khoảng tầm 400 nghìn cổ phiếu trong một phiên. Thì về cơ bản là BVH trong ngắn hạn thì như vậy là sang tuần tới thì khả năng BVH sẽ chạm vào cái vùng 75, và chúng ta sẽ xem những phản ứng của BVH khi chạm về vùng 75 ở đây sẽ như thế nào. Nhưng về cơ bản là Hùng đánh giá rằng là trong một kênh xu thế ngắn hạn hiện tại về một cái lực hồi của BVH đang khá là tốt, thì khả năng là BVH sẽ có thể đánh chạm lại được về vùng 78, tức là như vậy là hàng về T+3 thì khả năng sẽ có lãi đối với mã cổ phiếu BVH. Những cái điểm mua mới của BVH sang tuần mới thì Hùng không có khuyến nghị, bởi vì như vậy là chúng ta đã bị chậm mất một nhịp rồi. Tiếp theo thì đó là cổ phiếu Mansan MSN, thì cũng hoàn toàn tương tự như vậy. Thì trong phiên ngày hôm qua thì một số các tài khoản của Hùng Lê đã bắt Mansan ở quanh vùng giá 74 đến 74.5. Thì bản chất thì ngày hôm qua thì Hùng cũng có định lượng thị trường, thì cũng có kỳ vọng rằng là VN Index của chúng ta khả năng sẽ có những cái nhịp tăng tốt. Và những cái nhịp tăng tốt ở trong cái xu thế hiện tại thì chúng ta chỉ tập trung vào trụ thôi, trụ ngân hàng và các cái blue vừa, chứ còn lại những cái mã cổ phiếu khác thì gần như Hùng Lê không nhìn thấy dòng tiền. Chính vì vậy ngày hôm qua thì Hùng đã khuyến nghị các anh chị trong team của Hùng Lê bắt Mansan ở quanh vùng giá 74. Thì về cơ bản thì Mansan trong một nhịp ngắn thì chúng ta cũng đánh T+ thôi, chứ chúng ta cũng không thể đánh dài. Có đánh dài hay không thì chúng ta sẽ quan sát, nhưng mà ít nhất ở trong cái nhịp này thì chúng ta sẽ kỳ vọng ở vùng 78. Sau T+3, và chính vì vậy những cái tài khoản mà các anh chị đã bắt Mansan rồi thì chúng ta cũng sẽ lưu ý, chúng ta sẽ chủ động ở trong một cái nhịp, nếu như đến vùng 78 mà Mansan có những tín hiệu suy yếu thì chúng ta có thể bán, hoặc nếu không thì mạnh hơn thì Mansan có thể chạm lại về vùng 80. Đó là hai target ngắn của Mansan ở trong cái nhịp đánh này.
Tiếp theo thì Hùng sẽ phân tích tiếp mã cổ phiếu GAT. Thì đối với GAT là một trong những mã cổ phiếu được Hùng Lê liên tục đề cập và Hùng Lê liên tục phân tích cho tất cả những anh chị em của chúng ta trong một cái kênh xu thế dài. Thì một lần nữa Hùng cũng có nhắc lại đó là tạo lập của cổ phiếu GAT này nó đang gần giống với tạo lập của cổ phiếu VIX. Đó là sao? Đó là GAT Hùng nhìn thấy ở trong một cái quãng thời gian khá là dài thì GAT cùng lắm là cái điểm chỉnh sâu nhất của GAT đó là vùng 95 đến vùng 97, và sau đó thì GAT liên tục có được những cái tạo lập mà đánh ở trên cái vùng giá 100. Thì đây là những cái yếu tố tạo lập mà Hùng Lê có tiên lượng và định lượng rằng là chỉ cần khi GAT có một cái lực cầu, tức là nó sẽ khi mà cổ phiếu chạy thì nó sẽ có một cái yếu tố đột biến nào đó, ví dụ như là có một cái thông tin gọi như là cái game đó, ví dụ như là GAT bán vốn hay là GAT được cái gì, cái ABC gì Z, thì đây chính là cái vùng dài mà tạo lập đã gom, âm thầm gom cổ phiếu GAT. Và khi mà tạo lập đã gom đủ mã cổ phiếu GAT rồi thì tạo lập sẽ có những cái chiêu trò, sẽ có những cái thông tin để đưa lên diễn đàn, đưa lên Facebook, đưa lên vân vân và vân vân. Và lúc đó thì khi mà nhà đầu tư chúng ta mới nhìn thấy rằng nhìn thấy GAT bắt đầu chạy, thì lúc đó thì là tạo lập đã gom hết hàng. Và chính vì việc như vậy nên Hùng Lê cũng đã liên tục cập nhật cái việc là mã cổ phiếu GAT ở trên tin Zalo. Cổ phiếu GAT được Hùng Lê nói rất là nhiều, và đặc biệt là Hùng Lê lưu tâm đến tất cả các anh chị ở trong cái nhóm của GAT, đó là nhóm trong các bản tin, đó là cái vùng giá tích lũy ngang ở quanh vùng 100. Thì Hùng Lê liên tục khuyến nghị các cái tài khoản của Hùng Lê sẽ gom vị thế ở quanh vùng 100, và có thể cái nhịp sâu sẽ là vùng 95. Và đối với các cái tài khoản đánh ngắn thì có thể đảo hàng ở quanh vùng 105 đến vùng 107, tức là có thể chúng ta gom ở vùng 100 và sau đó thì vùng 105, 107 chúng ta sẽ ra 50% hàng, và chúng ta sẽ chờ những cái tín hiệu kỹ thuật, ví dụ như cổ phiếu quay lại về vùng 100 thì chúng ta lại gom lại 50% hàng đó. Thì đấy là cái cách thức mà chúng ta đánh ngắn và để chúng ta không bị lỡ vị thế đó. Các anh chị cũng có thể thấy rằng GAT là một cái mã cổ phiếu mà Hùng Lê liên tục cập nhật này. Đây là một ngày này, hai ngày này, 4 ngày về trước này, 7 ngày về trước, 8 ngày về trước này, 16 ngày về trước, 17 ngày, 22 ngày, 23 ngày đó. Thì đối với GAT là một trong những cái mã cổ phiếu mà Hùng Lê cũng có thể tiên lượng rằng là nhà tạo lập sẽ sử dụng GAT ở trong cái giai đoạn hiện tại để tạo lập thị trường và để giúp cho VN Index của chúng ta có những cái mức độ ổn định nhất định ở cái vùng trên vùng 1.000 điểm. Thì với những cái tài khoản mà chúng ta có GAT thì Hùng Lê sẽ đã chat trực tiếp rồi, thì chúng ta có thể đảo hàng ở quanh vùng 106 đến vùng 107 đối với GAT ở trong ngắn hạn. Và trong một cái vị thế dài thì Hùng Lê vẫn kỳ vọng rằng GAT sẽ là một trong những cái mã cổ phiếu tiêu điểm của thị trường. Chúng ta sẽ đi phân tích mã cổ phiếu cái vùng kháng cự ngắn thì Hùng đã nói rồi, đó là quanh vùng 106 đến vùng 107 nha cả nhà. Thì những cái tài khoản đánh ngắn thì chúng ta có thể canh ở những cái vùng này để chúng ta đảo hàng đối với mã cổ phiếu GAT. Chúng ta đi phân tích mã cổ phiếu PVD. Thì về bản chất kỹ thuật thì trong cái giai đoạn hiện tại thì Hùng Lê đã các anh chị chờ một tí để Hùng sẽ thoát cái Zalo đi, bởi vì bây giờ là đang buổi ngày nên là sẽ có rất nhiều những cái thông tin ở trên Zoom Zalo nó sẽ nhảy lên nhảy xuống như vậy, thì chúng ta sẽ mất cái, nó sẽ rất là khó chịu trong quá trình chúng ta phân tích. Bản thân thì trong đối với PVD trong giai đoạn hiện tại thì Hùng Lê cũng đã có những cái khuyến nghị chúng ta không tham gia đầu tư. Ở những cái nhịp hồi của PVD nó mang tính chất là những cái nhịp hồi kỹ thuật, và trong ở một cái kịch bản ngắn ở gần đây thì Hùng Lê cũng đã có đề cập đến là khả năng là PVD sẽ chỉnh trang về đâu đó khoảng 15.5 hồi lên một nhịp, và sau đó hồi lên một nhịp thì PVD lại tiếp tục có những kênh đánh xuống. Ở đây những kịch bản như vậy. Thì khi mà cổ phiếu đang ở trong một cái kênh xu thế, trend xu thế như này thì chúng ta hoàn toàn chúng ta không nên tham gia. Hoàn toàn luôn, chúng ta tránh xa, tránh càng xa càng tốt những cái mô hình và những cái vị thế của cổ phiếu như này, bởi vì là chúng ta sẽ phải cân nhắc ở giữa một cái trạng thái, đó là cái tỷ lệ lợi nhuận và tỷ lệ rủi ro của chúng ta. Đó. Tiếp theo là mã cổ phiếu PVS, thì PVD và PVS cũng hoàn toàn tương tự như vậy, là hai cái mã cổ phiếu về ngành dầu khí mà chúng ta có thể thấy rằng là sao, vẫn ở trong một cái kênh xu thế trạng thái lình trình như vậy thì chúng ta không nên tham gia. Và PVS thì vẫn đang, Hùng đang nhìn thấy PVS đang
cần có được một cái thời gian, một cái khoảng thời gian để hấp thụ hết toàn bộ cái lượng hàng ở đây, lượng hàng bị kẹp ở đây. Và như vậy thì PVS sẽ cần về một cái quãng nó khá là dài, tức là Hùng đang kỳ vọng ở PVS ở quanh đâu đó giá 14, và khi về đến đây thì chúng ta sẽ phân tích kỹ hơn, sâu hơn đối với mã cổ phiếu PVS. Đối với mã cổ phiếu PLX, PLX thì trong một cái kênh xu thế dài của PLX thì Hùng có phân tích ở cái giai đoạn này, tức là sau đó thì PLX đã bị gãy mất cái nền 60. PLX bị gãy mất cái nền 60 thì sau khi gãy nền 60 thì PLX là tích lũy ở quanh nền 56, và hiện tại thì cũng đang gần lấy lại ở cái nền 60. Thì những cái tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn của PLX thì những cái điểm vào thì Hùng Lê sẽ chưa tham gia, bởi vì là chúng ta cũng thấy rằng là cái lực cầu của PLX hiện tại nó đang bị mất đi. Và khi cổ phiếu bị mất cầu như vậy thì chúng ta sẽ cần thời gian để chúng ta kiểm tra lại. Còn đối với trong giai đoạn hiện tại, PLX thì chúng ta cũng chỉ đưa vào danh mục theo dõi. Và PLX cũng sẽ là một trong những cái mã cổ phiếu có thể sử dụng để tạo lập thị trường, tức là các nhà tạo lập sẽ sử dụng. Bởi vì sang tuần tới thì nhiều khả năng những cái mã cổ phiếu của họ nhà VIX sẽ tạm thời sẽ bị dừng lại. Sau những cái nhịp tăng mạnh, và như vậy thì chúng ta sẽ cần tìm những cái nhóm cổ phiếu thay thế, đó là có thể là GAT, có thể là PLX. Thì trong một cái nhịp đánh ngắn, các anh chị lưu ý, trong một nhịp đánh ngắn thì các anh chị có thể canh lại PLX ở quanh vùng giá 58 hoặc là vùng 58 đến vùng 59, khả năng là PLX sẽ có những cái phiên test chỉnh lại ở đây. Và đây là những cái điểm mua, đây là những cái điểm mua mà để đánh ở trong một nhịp ngắn của PLX, từ vùng giá này có thể chạm về vùng 62. Tức là PLX sẽ hồi lại như này, sẽ chạm từ vùng này và có thể chạm về vùng 62 đến vùng 63 ở đây. Thì như vậy là PLX cũng sẽ có một cái nhịp hồi ngắn. Tuy nhiên là nhịp hồi ngắn như thế này thì Hùng Lê cũng không có kỳ vọng nhiều. Chúng ta sẽ đi phân tích các cái mã cổ phiếu của ngành ngân hàng. Vietcombank, đối với Vietcombank thì là một trong những cái mã cổ phiếu mà có lẽ nó đã rất là quen thuộc đối với tất cả những anh chị em của chúng ta trong những cái bản tin của Hùng Lê phân tích. Target Hùng Lê phân tích ở vùng giá 85 thì nó đã đạt được, và trong những cái bản tin cập nhật gần đây ở trên tin Zalo, các anh chị cũng có thể xem ở đầu bản tin rồi, thì Hùng Lê có đề cập đến việc là Vietcombank nó sẽ có những phiên test chỉnh lại về quanh vùng 86. Nếu như tại vùng 86 này Vietcombank có những phiên hút cầu trở lại và tăng giá trở lại, thì như vậy là cái xu thế tăng giá của Vietcombank sẽ tiếp tục được xác lập, và cái mục tiêu ngắn ở trong giai đoạn này đó là Vietcombank sẽ sớm chạm vùng target 90. Sau khi hoàn thành target 90 xong thì lúc đó Hùng Lê sẽ tiếp tục có những phân tích định lượng, và từ những cái bản tin trước đây thì Hùng Lê cũng đã có những cái phân tích định lượng của Vietcombank ở vùng giá 100. Tuy nhiên chúng ta sẽ cần chờ thời gian, và chúng ta sẽ cần chờ những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại. Đối với Vietcombank cũng sẽ là một trong những cái mã cổ phiếu mà giúp cho ổn định thị trường ở trong tuần mới, và với cái đà xu thế hiện tại và với những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại, khi mà dòng tiền được quay trở lại đối với mã Vietcombank, đường MACD tiếp tục tốt và một số các chỉ báo kỹ thuật khác thì cũng đang cho thấy rằng là Vietcombank sẽ tiếp tục một cái hành trình tăng giá, và cái đích đến 90 thì khả năng nó sẽ thành hiện thực đối với mã cổ phiếu Vietcombank. Chúng ta tiếp tục phân tích mã cổ phiếu BID. Đối với BID thì sau khi mà đã hoàn thành cái target mà Hùng Lê phân tích ở đây, thì BID đã có những cái nhịp chỉnh lại về quanh vùng 39 đến vùng 40 ở đây, nó không bị gãy. Dòng tiền tiếp tục quay trở lại, và một số các cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại của BID đang tốt dần lên. Và trong phiên kết tuần ngày hôm nay thì BID đã lấy lại được ở mốc 41. Thì về cơ bản thì Hùng Lê vẫn kỳ vọng rằng BID sẽ có một cái nhịp đánh từ vùng 39 và chạm ở đây, có thể là chạm vùng 42 đến vùng 42.5. Mạnh hơn sẽ là vùng 44. Tuy nhiên để về được vùng 44 thì chúng ta cần phải có những cái tín hiệu kỹ thuật tiếp theo của BID. Những cái vị thế mua thì chắc chắn rằng là những cái bản tin mà Hùng Lê khuyến nghị các anh chị chúng ta mua BID ở những cái giai đoạn rất là xa rồi. Đó, và ở trong những cái giai đoạn hiện tại, đây là những cái giai đoạn test chỉnh, thì về cơ bản là sẽ dành cho những cái tài khoản để chúng ta đảo hàng. Tức là khi BID hoàn thành cái target vùng 41 thì những anh chị mua ở vùng thấp theo khuyến nghị này thì các anh chị có thể ra từ 30 đến 50% hàng, và
khi bit quay trở lại những vùng test chỉnh này thì chúng ta sẽ cover lại 50% hàng đó và chúng ta lại chờ chốt ở những vùng cao hơn. Thì đấy là cái cách thức mà Hùng Lê phân tích là như vậy. Còn đối với những tài khoản mà chúng ta chưa có những vị thế theo những khuyến nghị của Hùng Lê thì các anh chị tùy cái mức độ kỳ vọng để chúng ta có thể tham gia bid ở những cái điểm test tích lũy này. Đấy là những cái điểm rất là đẹp. Xu thế hiện tại của bid thì khá là ok và khả năng sang tuần tới thì bid cũng sẽ là một trong những cái mã cổ phiếu mà sẽ giúp ổn định và giúp cho thị trường của chúng ta có được những cái tốt nhất. Đối với công thương thì cũng là một cái mã cổ phiếu mà Hùng Lê liên tục có những cái đánh giá, phân tích, nhìn nhận ở công thương ở quanh cái nền giá 22. Nếu chúng ta nhìn ở trên một cái góc độ tổng thể của công thương, tức là công thương đã có một cái nhịp đánh rất là mạnh ở trước đó và sau đó thì công thương đã hoàn thành hai cái sóng chỉnh. Sóng chỉnh 1 ở đây, sóng hồi ở đây và sóng chỉnh C ở đây, tức là ABC đã hoàn thành hai cái sóng chỉnh rất là đẹp và đã tạo đáy gần như đến thời điểm hiện tại thì chúng ta cũng thể thấy rằng là tạo đáy thành công ở quanh nền 19, tức là đã hoàn thành hai cái sóng chỉnh và một cái sóng hồi. Thì sau đó thì công thương đang có những cái sóng đánh tích lũy trở lại ở quanh cái nền vùng 20 và hiện tại là công thương đang có những phản ứng hết sức là tích cực ở vùng 22 và cái lượng cầu ở trong giai đoạn hiện tại đối với công thương đang tốt dần lên ở trong giai đoạn hiện tại. Lực cầu của công thương đang tốt dần lên thì đối với kịch bản của công thương có thể, đây Hùng đã vẽ ở đây rồi, hình như là đây là vùng 21.5 đúng không ạ, 21.5. Một cái kịch bản của công thương ở trong ngắn hạn, tức là công thương có thể test chỉnh và tích lũy ở trong một cái nền dài ở quanh vùng 21.5 đến vùng 22. Và đây sẽ là một cái nền mà tích lũy để cho công thương có một cái nhịp đánh dài. Hùng vẫn kỳ vọng công thương sẽ là một trong những cái mã cổ phiếu của ngành ngân hàng và sẽ quay trở lại. Nó sẽ lợi hại vô cùng đối với công thương. Và đối với những anh chị chúng ta quan tâm đến mã cổ phiếu công thương thì chúng ta có thể mở các cái vị thế gom dần công thương ở quanh vùng 21.5. Đến vùng 22 và hiện tại thì Hùng đang nhìn thấy những cái phản ứng rất là tích cực của công thương ở vùng 22. Và đối với công thương thì chúng ta đánh dài thì chúng ta không thể đánh ngắn được. Các anh chị lưu ý giúp Hùng Lê là như vậy. Đối với mã công thương là một mã cổ phiếu đáng để đầu tư. Đáng để đầu tư ở trong giai đoạn hiện tại. Tiếp theo chúng ta sẽ phân tích mã cổ phiếu ACB. ACB thì Hùng đã có những cái khuyến nghị dành cho những anh chị mà chúng ta đã mở mua ở quanh vùng đâu đó vùng 22.5 đến vùng 23. Và sau đó thì Hùng có phân tích một cái điểm ở đây, đó là một cái điểm 24.5, là một cái điểm hết sức là quan trọng của ACB ở trong giai đoạn hiện tại. Vấn đề đặt ra là khi nào thì ACB có thể công được cái nền 24.5 này. Thì đối với mã cổ phiếu ACB hiện tại trong tài khoản, các cái tài khoản của Hùng Lê đang trong team của Hùng Lê thì một số các tài khoản đang nắm giữ ACB. Thì về cơ bản là ACB vẫn còn đó một cái ngưỡng kháng cự là vùng 24.5. Tuy nhiên nếu như chúng ta nhìn ở trên một cái góc độ phân tích dài hạn của ACB thì Hùng đang đánh giá rằng ACB của chúng ta đang có những cái dấu hiệu hết sức là tích cực rồi và sớm muộn hay không cái vùng 24.5 này sẽ sớm được đánh qua thôi. Vấn đề là tạo lập sẽ đánh ở cái thời điểm nào, thì có thể là tuần tới sẽ là cái tuần nó sẽ rất là hợp lý đối với mã cổ phiếu ACB, sẽ đánh vượt qua cái vùng đó sau khi mà cổ phiếu họ nhà VIX đã tạo lập được qua 1.000 điểm rồi thì nhóm ngành ngân hàng sẽ là một cái nhóm mà chúng ta sẽ tiếp bước. Và các anh chị cũng có thể nhìn thấy trên biểu đồ đến tuần thì chúng ta có thể nhìn thấy là dòng tiền đang có những cái dấu hiệu tốt lên, đường ACD cũng đang khá là ok. Và đặc biệt là dòng tiền hiện tại trên biểu đồ đến tuần đã có những phiên chạm gần 13 đến, tức là trung bình đã duy trì được 13 đến 12 đến 13 triệu cổ phiếu trên một tuần. Và đối với ACB thì trong lịch sử quá khứ đã có những biểu đồ trên biểu đồ đến tuần đã có những phiên từ 15 đến 20 triệu cổ phiếu, thì đây là những cái dấu hiệu đầu tiên cho thấy rằng ACB đang hoàn thành khá là tốt cái vùng ở đây. Và đối với cổ phiếu ACB cũng là một cái mã cổ phiếu rất là mạnh,
trong team của ông Lê thì cũng đã mở mua và nắm giữ mã cổ phiếu này. Đối với STB thì STB và SHB là hai cái mã cổ phiếu ngân hàng mà sẽ chạy sau cùng của nhóm ngành ngân hàng. Hiện tại STB Hùng cũng đã có khuyến nghị mở những điểm mua ở quanh 10.3, điểm mua vị thế, và đâu đó là điểm mua hết, cũng đã mua hết rồi ở quanh 10.7. Trong cái phiên này thì STB đã có những phiên mở mua hết ở đây. Hiện tại STB đang có những phiên test tích lũy ở đây, tức là test tích lũy lại ở vùng 10.7, rất là đẹp. Và STB cũng sẽ là một cái mã cổ phiếu mà sẽ xuất hiện những cái dòng tiền đầu cơ và sẽ chạy sau. Các anh chị lưu ý vào như vậy. Và những cái tài khoản mà chúng ta đang nắm giữ STB thì chúng ta cũng hoàn toàn yên tâm để chúng ta tiếp tục nắm giữ STB ở một cái vị thế hiện tại. Và khi mà STB đánh vượt thoát vùng 11.5 thì lúc đó thì chúng ta sẽ có những cái phân tích định lượng của STB sẽ có thể chạm ở cái vùng ở đây, tức là từ vùng 10.7 này có thể đánh chạm vùng 13. Thì đấy là một cái kịch bản đi của STB. Ok. Cổ phiếu MBB hiện tại thì mấy hôm nay đang một số các anh chị ở trong team của Hùng Lê cũng đang quan tâm đến cái góc độ hiện tại của MBB. Mọi người có bảo Hùng là có hỏi Hùng là Hùng Lê có xem thử MBB hiện tại là xấu hay chưa, và MBB thì sẽ như thế nào. Thì chúng ta sẽ nhìn ở trên góc độ MBB ở một cái gọi là một cái sóng dài nha anh chị. Thì đối với MBB, những cái điểm mà Hùng Lê đã khuyến nghị các anh chị chúng ta mua đâu đó ở quanh vùng khoảng 20, tức là cổ phiếu MBB đã chia, hay là vùng 21 gì đó, các anh chị có thể xem lại, hình như là ở vùng 21. Và cái target đầu tiên Hùng phân tích của cổ phiếu MBB đó là cổ phiếu đạt target ở vùng 23. Sau khi cổ phiếu đạt target ở vùng 23 rồi thì Hùng có phân tích đến những cái nhịp mà MBB có khả năng sẽ test chỉnh lại ở đấy, là cái biên dưới là khoảng vùng 22.5 và biên trên sẽ là vùng 23. Thì hiện tại là MBB đang có được mấy tuần rồi đấy, cũng khá là dài rồi đấy ạ. MBB đã có 1, 2, 3, 4, 5, 6 tuần, hình như 6 tuần tích lũy đi ngang ở quanh đây. Vậy thì sau 6 tuần tích lũy đi ngang là một cái điểm nó cũng sẽ khá là dài. Thì sau 6 cái tuần này thì có thể là cổ phiếu MBB sẽ có những cái tín hiệu kỹ thuật để giúp cho chúng ta có những cái định lượng tốt hơn. Nhưng về cơ bản ở trên góc độ hiện tại thì Hùng Lê đang nhìn thấy là cái xu thế của MBB vẫn là trong một cái sóng hồi rất là tốt. Và bản thân thì MBB cũng đã hoàn thành cái nhịp sóng chỉnh xong, và từ sóng chỉnh này thì MBB đã có một cái nền tích lũy đi ngang rất là dài ở quanh vùng 19.3 đến vùng 20, và từ vùng 20 này thì MBB đang có những nhịp tích lũy đi theo. Thì cái target tiếp theo của MBB Hùng Lê đã phân tích đây, đã để ở đây rồi, đó là khoảng vùng 26. Thì những cái kịch bản hiện tại của MBB là MBB hiện tại là trong tuần vừa qua thì MBB đang có những phiên là bị mất cầu. Thì chính vì những phiên mất cầu như thế này thì cũng khá là tốt để cho một lượng nhà đầu tư, tức là mọi người sẽ kỳ vọng ở quanh vùng 23 là cái vùng đã đạt target, thì một phần sẽ chốt lời ở vùng 23, và một phần nhà đầu tư mới thì từ cái nền 23 này, và thậm chí là từ nền 21.5. Thì Hùng Lê đang kỳ vọng MBB sẽ có một nhịp đánh từ vùng 21.5 ở đây và đánh chạm vùng 26. Thì đối với cổ phiếu MBB là như vậy. Tuy nhiên với một cái việc là cái nền tích lũy đi ngang dài thì các anh chị lưu ý giúp Hùng Lê, đấy là cái nền 22.5. Phân tích kỹ thuật là gì? Là chúng ta phải dựa vào những cái tín hiệu kỹ thuật của cổ phiếu để chúng ta tiên lượng những cái đường đi tiếp theo. Hiện tại thì MBB đang có tích lũy ở quanh nền 23 rất là đẹp, thì Hùng Lê hoàn toàn có thể phân tích và kỳ vọng ở một cái kịch bản là MBB đánh về vùng 26. Tuy nhiên ngược lại, nếu như có một cái tín hiệu bất thường nào đó, MBB bị gãy nền 22.5 với một vốn khoảng tầm độ 10 triệu cổ phiếu chẳng hạn, thì lúc đó thì ngay lập tức Hùng Lê lại phải có những cái kịch bản thay đổi để cho tất cả những anh chị em của trong team của Hùng Lê đang nắm giữ mã cổ phiếu MBB để có kịp thời có những cái hướng hành động. Thì MBB cũng là một trong những mã cổ phiếu mà trong team Hùng Lê hiện tại cũng đang nắm giữ một số lượng khá là lớn cổ phiếu MBB. Chúng ta cùng phân tích mã cổ phiếu HCM và SSI. Thì trong phiên ngày hôm nay một số các anh chị có hỏi Hùng Lê là có mua HCM và SSI được không? Thì đối với HCM, những anh chị nào mà chúng ta xem những bản tin phân tích của Hùng Lê ở trước đây, đúng không ạ?
Thì ngay ngay trong cái bản tin video số 76 thì Hùng Lê cũng đã có phân tích rồi, đó là HCM sau một cái nhịp rung rũ, nhịp chạm về 25 thì HCM đã có những cái nhịp, có cái điểm chốt chặn ở đây là điểm chốt chặn 22. Ở những cái điểm chốt chặn ở đây nó đã được hình thành ở đây một vài phiên với lượng cầu cạn, và tại thời điểm đó thì cũng có nhìn thấy rằng là những cái dấu hiệu của dòng tiền đang đi lên. Đó thì như vậy là cái tín hiệu cổ phiếu nó sẽ tốt dần lên từ cái vùng này, và trong cái phiên ngày hôm nay thì là cái phiên mà chúng ta sẽ mở những cái điểm mua hết. Những cái điểm mua vị thế có thể tính toán từ cái phiên ở đây là từ phiên 25 tháng 10, và phiên ngày hôm nay là phiên mở điểm mua hết. Còn với những anh chị mà chúng ta chưa có vị thế thì phiên ngày hôm nay chúng ta cũng hoàn toàn cũng có thể mua HCM, bởi vì có một phiên cầu đánh mạnh như này. Thì trong một cái kịch bản ngắn thì có thể HCM trong trong tuần tới thì Hùng nghĩ là nó sẽ có những cái phiên test lại ở vùng 23.5. Sẽ có những cái phiên test lại lịch trình ở quanh vùng 23.5 trước khi mà có thể cổ phiếu này có thể trong cái nhịp ngắn này có thể đánh chạm lại về vùng 25.5 đến vùng 26. Đấy là cái target mà có thể đạt được của HCM trong giai đoạn hiện tại. Đối với SSI thì nó hơi bị yếu hơn ở một góc độ là SSI đang tạo nền. Sau khi mà SSI bị gãy cái nền ở trên này, đây các anh chị chúng ta sẽ view lại một tí nó tổng thể hơn. Sau khi SSI bị gãy ở cái nền trên này là đâu đó khoảng nền 24 đến nền 25 thì SSI lại tiếp tục tạo nền ở cái vùng vùng thấp ở dưới này. Vì chính vì trong cái giai đoạn tạo nền, chính vì vậy nên là SSI sẽ cần nhiều thời gian hơn. Sẽ cần nhiều thời gian hơn, và trong giai đoạn hiện tại thì có thể SSI sẽ có những cái phiên đánh lình trình ở trong cái biên là biên 21 đến khoảng biên 22. 21 đến khoảng 22, và nó sẽ cần thời gian, và khi mà có những kịch bản mà SSI thay đổi cái bẻ, gọi là bẻ pha xu thế. Khi bẻ pha xu thế thì Hùng Lê sẽ có những cái khuyến nghị nó cụ thể hơn. Còn trong giai đoạn hiện tại thì các anh chị có thể, nếu như chúng ta đánh một cái trend dài thì chúng ta có thể quan tâm đến SSI quanh vùng 21 đến khoảng vùng 21.3. Đây là những cái điểm mua vị thế, và sau những cái điểm mua vị thế thì có thể SSI sẽ đi dài ở đây, và sẽ có những cái điểm mà SSI phát những cái tín hiệu kỹ thuật, tức là phá vỡ kênh xu thế, bẻ gãy kênh xu thế, thì khi đó chúng ta sẽ mở những cái điểm mua hết, và những cái điểm mua hết đó thì sẽ được cùng Lê cập nhật. Sẽ được cập nhật. Và cái cách mà các anh chị ở trên team của Hùng Lê đó là gì? Khi Hùng Lê khuyến nghị các anh chị chúng ta mở 1 phần 3 điểm mua vị thế, và Hùng Lê sẽ có, nếu 1 phần 3 vị thế đó chúng ta bị thất bại thì chúng ta sẽ cắt lốt của 1 cái phần 3 đó. Còn nếu 1 phần 3 điểm mua vị thế không bị thất bại thì Hùng Lê sẽ có những cái review lại cổ phiếu, và sẽ có những cái khuyến nghị điểm mua hết, ví dụ như là HVN trong phiên ngày hôm nay. Chúng ta cùng đảo qua cổ phiếu Hòa Phát. Hòa Phát thì trong giai đoạn hiện tại thì chưa có gì. HPG. Đó. Khi một cổ phiếu mà bị gãy nền và cái cổ phiếu tạo nền thì các anh chị cũng có thể thấy nó rất là lâu, nó cần rất nhiều thời gian. Đó, và nếu mà như chúng ta tham gia ở trong những giai đoạn hiện tại đối với cổ phiếu Hòa Phát thì chúng ta cũng cảm thấy rất là ức chế, rất là khó chịu. Chính vì vậy nên là tốt nhất là chúng ta hãy chờ cho khi cổ phiếu của chúng ta rõ kênh xu thế, rõ ràng về trend sóng thì lúc đó chúng ta tham gia, thì mọi thứ nó sẽ ổn thỏa hơn, mọi thứ nó sẽ ok hơn. Hòa Phát thì khả năng vẫn đi ngang thôi, cơ bản nó vẫn đi ngang ở quanh vùng 21.5 đến vùng 22, chưa có những cái yếu tố đột biến. Với FPT, thì cũng là một cái mã cổ phiếu mà rất nhiều các nhà đầu tư quan tâm. Bản thân trong team của Hùng Lê thì cũng như vậy. Mọi người quan tâm đến FPT và đang 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 kỳ vọng ở hai target mà Hùng Lê phân tích ở đây, đó là vùng 60 và mạnh hơn sẽ là vùng bao nhiêu, vùng 65. Thì mọi người đang hết sức là quan tâm đến đến FPT ở hai cái target này. Thì về cơ bản là FPT ở trong những cái nhịp phân tích ở trước đây thì khi mà FPT đã có những cái tín hiệu mà lấp lại được vùng giá 56 thì Hùng Lê cũng đã có những cái phân tích dành cho các anh chị là chúng ta tạm thời cái tín hiệu xấu chúng ta bị đẩy lùi đi, và có thể xem vào đó là những cái tín hiệu hồi phục tốt hơn của FPT có thể xem xét ở trong những cái thời điểm hiện tại. Và chúng ta cũng có thể nhìn thấy ở trên biểu đồ đến tuần thì xung lực dòng tiền, cái dòng tiền của FPT nó đang bị đi xuống. Các anh chị có thể nhìn thấy ở đây ở trong 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 cái điểm này, ví dụ như vậy,
sau một cái nhịp mà dòng tiền đi lên thì FPT đã có những cái nhịp đi xuống đúng không? Nhịp đi xuống ở đây thì nó cũng hoàn toàn tương đương với việc là dòng tiền của FPT đi xuống và sau đó thì dòng tiền đi ngang, dòng tiền có xu thế đi ngang đó, xu thế đi ngang, dòng tiền xu thế đi ngang xong rồi thì sau đó dòng tiền có xu thế đi lên, nó sẽ song trùng với mã cổ phiếu. Vậy thì hiện tại chúng ta đang nhìn thấy rằng dòng tiền của FPT đang cắm đầu đi xuống, như vậy thì như thế nào? Như vậy thì cái động lực để tăng mạnh của FPT trong giai đoạn hiện tại nó sẽ không có, nó sẽ cần có thời gian để cho dòng tiền của FPT có những cái điểm gọi là bẻ gãy như này, đúng không ạ? Bẻ gãy như này đó, và sau đó thì khi mà dòng tiền bắt đầu tiếp tục được cắm đầu đi lên như này thì khi đó thì FPT mới có được những cái cơ hội để FPT đánh về vùng giá 60 và cao hơn sẽ là vùng giá 65. Vậy thì trong cái giai đoạn hiện tại thì về cơ bản FPT vẫn đang có một cái xu thế đi ngang. Xu thế đi ngang ở quanh vùng vùng ở đây là khoảng vùng 58. Hùng đây kỳ vọng là xu thế đi ngang quanh vùng 58 và vừa ngơi đừng có gãy vùng 56, bởi vì nếu như gãy vùng 56 thì thôi xong. Tức là chúng ta sẽ không còn cái cơ hội, gần như là chúng ta sẽ mất hết cái cơ hội để cho FPT có thể đánh về vùng giá 60, nếu mà gãy vùng 56 thì xong. Nhưng cổ phiếu vẫn đi ngang như thế này để tích lũy lại, hấp thụ lại thì sẽ có một cái thời điểm nào đó sẽ có những cái phiên FPT sẽ đánh chạm vùng 60, thì với những tài khoản đang nắm giữ FPT đã cover lại ở được ở những cái vùng 56 ở đây thì chúng ta cũng hoàn toàn chúng ta yên tâm để chúng ta nắm giữ, bởi vì là trong một cái nhịp tăng của thị trường hiện tại như thế này thì FPT cũng sẽ là một cái mã cổ phiếu mà nó sẽ không nằm ngoài một cái nhịp tăng chung như vậy. Yên tâm là như vậy, sẽ tăng chung cùng với thị trường. Một số các anh chị có quan tâm đến mã cổ phiếu Z, có hỏi Hùng Lê là hiện tại Z của chúng ta đã mua được chưa? Thì về cơ bản Z ở trong những cái nhịp phân tích trước đây của Hùng Lê, những cái target mà Hùng Lê phân tích ở đây thì gần như là Z đã đạt được rồi, đó là vùng 40. Từ vùng 40 này thì chúng ta kỳ vọng là Z sẽ tích lũy lại ở trong một cái niền biên ở đây là vùng 37 đến khoảng vùng 38. Và đây là vùng 37.5 và vùng 37.5. Thì trong cái kịch bản mà gần đây nhất thì Z đã bị gãy cái vùng 37.5, thì khi mà việc mà gãy như vậy thì Hùng có đề cập đến việc là khả năng Z sẽ chạm lại cái vùng đáy cũ đây. Tức là khoảng vùng 35 để tích lũy trở lại. Tuy nhiên với những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại của Z thì Hùng đang đánh giá rằng Z đang khá là ok, khá là tốt rồi. Tức là cái vị thế xấu của Z tạm thời bị đẩy lùi và sang tuần tới thì Z sẽ có những phiên tích lũy lại ở quanh vùng 37.5 trước khi mà phát đi cái tín hiệu tiếp theo, tức là bứt được cái nền 38 ở đây. Bứt được cái nền 38 ở đây, với việc dòng tiền quay trở lại thì chúng ta sẽ có được những cái target của Z ở cao hơn. Target của Z ở cao hơn, và Hùng sẽ liên tục cập nhật mã cổ phiếu Z này ở trong các bản tin ở trên team Zalo, nhóm chiến binh VBSNO01. Và Hùng đang ngắm đến một cái đích đến của Z nó xa hơn, đó là đích 44. Tuy nhiên để có lên được 44 hay không thì chúng ta sẽ cần những cái tín hiệu kỹ thuật của Z quanh vùng 37.5 và cái biên 37 đến vùng 38. Các anh chị lưu ý như vậy. Ở Novaland thì chắc là chúng ta cũng không có gì phải nói đúng không ạ? Đây. Sắp chạm điểm mua rồi, chạm 58 thì chúng ta mua vào đâu đó khoảng vùng 60, 61, 62 gì đấy thì chúng ta bán. Novaland thì nó về cơ bản là nó cũng một cái mã cổ phiếu mà nó giữ nhịp cho thị trường. Chúng ta phân tích mã cổ phiếu VCG. VCG thì hình như là tạo lập. Đấy, các anh chị thấy rằng là những cái tạo lập của cổ phiếu nó thật là thần kỳ. Vùng 26 đi ngang không gãy, không biết là các nhà tạo lập định làm gì. Chúng ta sẽ quan sát tiếp. Hùng sẽ phân tích mã cổ phiếu Bình Minh, BMP. BMP là một trong những cái mã cổ phiếu mà Hùng liên tục nhấn mạnh cho tất cả những anh chị em của chúng ta. Những cái điểm mua ở quanh vùng 49.5 thì đã khuyến nghị rồi. Và Hùng khuyến nghị các anh chị là chúng ta đánh Bình Minh ở trong một cái trend sóng dài. Bởi vì trong một cái kênh xu thế dài của Bình Minh thì Hùng đang thấy rằng là có những cái tín hiệu khá là tốt của Bình Minh. Và những cái vùng cản đầu tiên đó là vùng cản 55 và sau đó sẽ tiếp theo đó là sẽ là vùng cản 60 của Bình Minh. Chúng ta xem trên biểu đồ đến ngày thì như thế này. Bình Minh đã chạm, sau khi đã chạm vùng 55 thì Hùng đây là những cái điểm hỗ trợ của Bình Minh ở quanh vùng 52.
Nếu như tại vùng 52 này bình minh không bị gãy, các anh chị lưu ý như vậy, nếu tại vùng 52 này bình minh không bị gãy, tức là đây là những cái điểm test kỹ thuật, thì nó cũng hoàn toàn tương tự như vậy, tức là những cái vị thế mua ở vùng 49.5 thì khi hoàn thành target Hùng Lê phân tích ở đây là vùng 55 thì chúng ta sẽ ra hàng đi khoảng tầm 50% hàng, 30% hàng tùy các cái vị thế, và sau đó thì chúng ta sẽ xem những cái điểm test chỉnh kỹ thuật của Hùng Lê phân tích ở đây. Đó, những cái điểm test chỉnh kỹ thuật đó là những cái điểm mà test về vùng 52 không gãy. Khi những cái điểm test chỉnh về vùng 52 không gãy này và có những phiên cầu hút trở lại và những cái tín hiệu trở lại tăng trở lại thì chúng ta có thể cover lại toàn bộ cái lượng hàng mà chúng ta đã chốt ở vùng 55 để chúng ta có thể kỳ vọng một cái nhịp đánh tiếp theo của Bình Minh, đó là Bình Minh sẽ tiếp tục đánh về vùng 60. Đối với cổ phiếu Bình Minh thì chúng ta không lướt sóng được và chúng ta sẽ phải đánh theo trend dài, các anh chị lưu tâm giúp Hùng Lê là như vậy. MWG cũng là một cái mã cổ phiếu rất là quen thuộc mà Hùng Lê đã liên tục phân tích cho tất cả các anh chị em của trong team của Hùng Lê cũng như cộng đồng nhà đầu tư, và đến lúc này thì mọi người cũng đang hết sức quan tâm đến đến MWG, cái đường đi nước bước của MWG nó sẽ đi như thế nào và sẽ đi đâu về đâu. Thì về cơ bản là MWG đã có những cái nhịp phân tích rất là dài ở đây từ vùng 87.5 và hiện tại là target cuối cùng mà Hùng Lê phân tích ở đây đó là vùng 130 thì đã hoàn thành. Và sau khi MWG hoàn thành ở target ở vùng 130 thì Hùng Lê có đánh giá rằng MWG sẽ chỉnh lại về đây, đó là những cái điểm test chỉnh ở đây quanh vùng 120. Nếu như tại vùng 120 này cổ phiếu MWG không bị gãy, các anh chị lưu ý là như vậy, nếu tại vùng này cổ phiếu MWG không bị gãy thì cái xu thế tiếp theo của MWG ở cái target tiếp theo đó là sẽ là vùng 140, sẽ là vùng 140. Và hiện tại thì các anh chị lưu tâm giúp Hùng Lê ở quanh nền 125, hiện tại là cổ phiếu này đang có phiên ngày hôm nay là một phiên rất là đẹp của MWG, đó là một phiên nhún xuống và sau đó thì có một phiên kéo lên ở cuối phiên và đóng cửa ở trên vùng giá 125. Thì về cơ bản là cái nền 120 đến nền 125 cũng là những cái điểm tỉ bật của cổ phiếu MWG để giúp cho chúng ta có những phân tích định lượng tiếp theo. Các cái điểm mua thì các anh chị lưu ý tùy vào cái mức độ kỳ vọng của các anh chị và cái cách mà các cái điểm test chỉnh kỹ thuật của Hùng Lê phân tích ở đây thì các anh chị có thể lưu tâm. Hùng sẽ tiếp tục phân tích mã cổ phiếu PNG. PNG, ok, sẽ phân tích mã cổ phiếu PNG. Đối với PNG thì như thế nào, trong giai đoạn ngắn này thì PNG cơ bản là đánh những nhịp ngắn. Đánh những nhịp ngắn đó là PNG đánh ở những cái nhịp ngắn từ vùng giá 80 và vùng giá 85. Ở đây 85 sẽ là vùng kháng cự ngắn của PNG. Về cơ bản thì dòng tiền hiện tại thì chúng ta cũng chưa có thể phân tích được những cái định lượng về một cái sóng dài của PNG. Cơ bản là những nhịp chúng ta lướt sóng thôi, những nhịp chúng ta đánh ngắn như này, đánh ngắn đánh dài ở đây, tức là vùng 80 đến vùng 80 vùng 80 đến vùng 85. Ở trên biểu đồ xu thế dài thì Hùng Lê cũng chưa nhìn thấy một cái kênh xu thế dài của PNG. Chưa nhìn thấy một kênh xu thế dài. Và rất có thể là trong tuần tới thì dòng tiền sẽ quay trở lại, và khi mà PNG đánh vượt thoát vùng 85, tức là đánh vượt thoát vùng kháng cự 85 này thì lúc đó thì chúng ta sẽ có những nhịp phân tích tiếp theo của PNG. Và nếu như cổ phiếu PNG đánh vượt thoát vùng 85 với việc dòng tiền quay trở lại thì có thể một sóng dài của PNG sẽ đến, và có thể là PNG lúc đó cũng sẽ có những phân tích định lượng để đánh vượt thoát vùng 90 để về những vùng cao, target cao hơn. Về cơ bản về kênh xu thế của PNG, các anh chị lưu ý về cơ bản kênh xu thế của PNG hiện tại thì Hùng Lê đánh giá đang rất là tốt, tức là đang một kênh xu thế uptrend từ vùng giá đâu đó từ vùng giá 70. Đây là cái đích mà PNG đi, và cơ bản là PNG đi nó hơi chậm một tí. Nhưng mà những nhịp đi của PNG như thế này nó cũng rất là chắc chắn, và chúng ta sẽ dành nhiều thời gian hơn phân tích hơn đối với mã cổ phiếu PNG. Với những tài khoản vị thế hiện tại thì chúng ta có thể canh quanh vùng 85. Nếu như tại vùng 85 PNG đảo chiều thì chúng ta tạm thời chúng ta chốt lời PNG và chúng ta sẽ cover lại PNG ở
ở vùng giá thấp hơn, ở quanh vùng giá 80. Thì đấy là cái cách thức vận động của P&G. Ngày hôm nay rốt giao dịch cũng kinh khủng nhỉ, đúng là cổ phiếu của anh Quyết coi. Ok, như vậy là Hùng Lê vừa cùng với tất cả những anh chị em của chúng ta vừa mới điểm lại toàn bộ tất cả các nhóm ngành dòng tiền đến từ các cái nhóm ngành. Thì về cơ bản, về tổng quan cơ bản, hiện tại thì chúng ta thấy rằng là VN Index của chúng ta đã đánh qua mốc 1.000 điểm với sự hỗ trợ rất là tích cực của mã cổ phiếu họ nhà Vic, và sau đó thì một số các trụ, các blue chip và nhóm ngành ngân hàng phải kể đến, ví dụ như Vietcombank, và các cái mã cổ phiếu trụ luân phiên nhau trong cái thời gian vừa qua để hỗ trợ thị trường. Ví dụ như lúc mà các mã cổ phiếu khác mà đang bị suy yếu thì Vinamilk nổi lên, và khi mà Vinamilk suy yếu thì lại bù đắp lại đó là có các mã cổ phiếu BVH, Mansan đó, ví dụ như vậy, Vietcombank ví dụ như vậy, thì liên tục thay đỡ nhau để giúp cho VN Index của chúng ta ổn định ở vùng 995 điểm. Đó là một cái cơ sở rất là vững chắc để cho VN Index chúng ta có thể công phá mốc 1.000 điểm thành công ở trong tuần vừa qua. Thì đó là một điều rất là tuyệt vời. Và chúng ta cũng có thể nhìn thấy là rất lâu rồi VN Index chúng ta có một cây nến xanh dài như vậy. Và cái kịch bản là sau một cái cây nến xanh dài như vậy thì sang tuần tới thì Hùng Lê có định lượng tiên lượng rằng là 3 phiên đầu tuần, tức là phiên ngày thứ 2, phiên ngày thứ 3 và phiên ngày thứ 4, thì VN Index của chúng ta khả năng sẽ chậm đà tăng và test tích lũy lại và hấp thụ lại toàn bộ những cái lượng hàng và định lượng lại, tức là dòng tiền nó sẽ bị phân hóa lại. Và VN Index của chúng ta có thể test lại ở quanh vùng 1.010 điểm. VN Index có thể test lại ở quanh vùng 1.010 điểm và sau đó thì sẽ có những tín hiệu kỹ thuật phát đi. Về cơ bản thì trong giai đoạn hiện tại thì Hùng Lê cũng khuyến nghị tất cả những anh chị em trong team của Hùng Lê, chủ yếu chúng ta chỉ tập trung đánh trụ, đánh ngân hàng và đánh các cái blue vừa, tuyệt đối là chúng ta không lan man sang những cái dòng cổ phiếu khác. Đó, chúng ta không lan man sang những dòng cổ phiếu khác. Về cơ bản thì chúng ta thấy rằng là các cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại của VN Index hiện tại thì rất là đẹp rồi, không có gì phải bàn cãi, bởi vì là những cái tín hiệu về dòng tiền của tất cả các mã ngành thì nó sẽ có những cái tín hiệu bùng nổ theo đà, thì VN Index của chúng ta sẽ tiếp tục có những phiên giao dịch tích cực hơn trong tuần tới, và những cái kịch bản có thể test chỉnh lại ở quanh vùng 1.010 điểm để hấp thụ những cái lượng hàng và để có phát đi những cái tín hiệu kỹ thuật tiếp theo. Và nếu như tại vùng 1.010 điểm mà tích lũy thành công thì chúng ta sẽ tiếp tục có những cái định lượng tiếp theo của VN Index của chúng ta, đấy là 1.040 điểm, đấy là đích đến tiếp theo của VN Index 1040, sẽ là những cái đích đến tiếp theo của vùng 1040. Tuy nhiên là Hùng Lê sẽ cần thêm phiên ngày thứ 2 và phiên ngày thứ 3 của tuần tới để có những phân tích, để có những cái dữ liệu, và tất cả những cái dữ liệu phân tích của Hùng Lê thì sẽ được update lên trên team Zalo VPBSN01. Còn đối với HNX Index thì về cơ bản vẫn đang chạm về vùng kháng cự ở đây là vùng 106, thì khả năng là sẽ có những cái nhịp rung lũ ở đây. Còn HNX Index thì nó cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến trong cái quá trình mà chúng ta phân tích định lượng, thì chúng ta chỉ xem thôi, về cơ bản là như vậy. Ok, đến phần thứ 3 thì Hùng Lê sẽ cùng tất cả anh chị chúng ta sẽ điểm lại tất cả các cái mã cổ phiếu mà chúng ta liên tục phân tích và theo dõi ở trong cái thời gian vừa qua. Đầu tiên chúng ta sẽ đi các cái nhóm của ngành bất động sản trước. Nam Long, đối với NLG thì về cơ bản là Nam Long vẫn đang đi theo một kênh xu thế. Khá là tốt, và hiện tại thì những cái phản ứng của Nam Long ở quanh vùng giá 28.5 khá là ok. Dòng tiền có thể quay trở lại đối với Nam Long, và các cái vị thế Hùng Lê đã khuyến nghị Nam Long mở mua đó là quanh vùng 27.5 đến vùng 28 thì chúng ta sẽ tiếp tục nắm giữ Nam Long, và Hùng Lê kỳ vọng ở trong cái nhịp đánh này thì từ vùng 27.5 thì Nam Long có thể đánh chạm vùng 31 đến vùng 31.5, đó là kỳ vọng ngắn. Nhưng trước khi đánh chạm vùng đó thì Nam Long sẽ cần vượt lại vùng 29.5 đến vùng 30. HDG
Đối với Hà Đô thì trong cái giai đoạn hiện tại thì chúng ta thấy rằng là khi chạm gần chạm về cái vùng đỉnh cũ ở đây của Hà Đô, đấy là vùng khoảng vùng 37. Và chạm về vùng 37 thì Hà Đô đã có những cái nhịp chỉnh, và ông có đánh giá rằng những cái nhịp chỉnh này thì Hà Đô có thể chỉnh lại chạm kênh. Tức là cái biên tích lũy của Hà Đô ở đây là khoảng vùng 34.8 đến vùng 35.3, tức là nếu mà sâu sẽ là vùng 34.5. Đấy là cái biên mà Hà Đô có thể chỉnh tích lũy lại đây. Thì trong giai đoạn hiện tại thì Hà Đô đang bị mất dòng tiền. Đấy cũng là một điều dễ hiểu khi mà cổ phiếu chỉnh về cái vùng tích lũy, và chúng ta sẽ tiếp tục quan sát ở vùng này. Nếu như tại vùng này Hà Đô không bị gãy, tiếp tục có những cái nhịp test tích lũy và dòng tiền quay trở lại như vậy, thì như vậy là Hà Đô sẽ có một cái nhịp đánh mới, và cái nhịp đánh này thì Hùng Lê kỳ vọng sẽ chạm về khoảng vùng 38. Sẽ chạm về vùng 38. Nếu như cái vùng này không bị gãy, tức là trong cái vùng biên tích lũy này không bị gãy, thì các anh chị lưu ý tín hiệu kỹ thuật của Hà Đô. Chúng ta cùng phân tích Đạt Phương. Hình như Đạt Phương là DPG, Đạt Phương quý 3 hình như là nó kết quả kinh doanh nó không 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 được tốt. Thì về cơ bản Đạt Phương với Hà Đô thì nó đang chạy khá là giống nhau. Về mặt xu thế thì Đạt Phương vẫn chưa bị gãy kênh xu thế, và những cái điểm hỗ trợ của Đạt Phương ở đây có thể kể đến, đấy là cái biên khoảng quanh 41.5 đến khoảng vùng 45, 41.5, và cái điểm hỗ trợ ở đây là quanh quanh vùng 43. Thì về cơ bản hiện tại thì Đạt Phương chưa chưa bị gãy. Những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại của Đạt Phương thì chưa thực sự là mạnh. Chưa thực sự là mạnh, mà khả năng thấy Đạt Phương vẫn đang một cái quá trình đi ngang thôi. Đi ngang, và các anh chị lưu tâm những cái điểm hỗ trợ của Đạt Phương. VCS. Đối với VCS thì sau một cái nhịp test chỉnh ở đây thì Hùng đang tìm thấy ở một cái điểm hỗ trợ đây của VCS quanh vùng 85. Sau những nhịp rơi mạnh trở lại như thế này thì VCS đang có những điểm tích lũy đi ngang ở quanh vùng 85, và thậm chí nếu như mà sâu hơn thì VCS có thể chỉnh chạm ở đây là vùng 83. Có thể VCS sẽ có một nhịp hồi phục từ vùng 83 này, có thể hồi phục lại ở quanh vùng đỉnh cũ ở đây là vùng 8 à, vùng 100. Tuy nhiên chúng ta cần có những cái lượng cầu kích hoạt trở lại đây, và chúng ta sẽ cần có những cái tín hiệu kỹ thuật. Còn về cơ bản hiện tại thì VCS khả năng sẽ tuần này sẽ còn đi ngang ở quanh vùng 85 trước khi có những cái tín hiệu kỹ thuật xác nhận tiếp theo. Các cái điểm mua thì điểm mua bắt T cộng thì Hùng Lê không khuyến nghị, bởi vì là bắt T cộng thì nó phải có những cái yếu tố kỹ thuật, ví dụ như Man San, ví dụ như BVH cơ. Thế còn hiện tại thì chúng ta cũng chưa có những cái điểm mua kỹ thuật bắt T cộng đối với mã cổ phiếu này. KBC, KBC thì về cơ bản là KBC ngày hôm nay hai phiên chốt rất là mạnh, và lại chạm lại về vùng 14.5. Thì về cơ bản là KBC thì chúng ta sẽ xem ở trên biểu đồ đến tuần thì nó sẽ hợp lý hơn. Về cơ bản trên biểu đồ đến tuần thì KBC nó lại đang hơi xấu khi mà KBC hơi xấu khi mà đường MACD thì đang cắm đầu đi xuống, và dòng tiền thì cũng đang cắm đầu đi xuống như này, thì tín hiệu kỹ thuật trong ngắn hạn của KBC nó hơi xấu, và khả năng KBC sẽ rơi vào một cái nhịp chỉnh. Và những cái điểm hỗ trợ thì chúng ta sẽ phải chờ khi có những cái tín hiệu kỹ thuật tiếp theo, nhưng mà điểm hỗ trợ ngắn hơn ở trong giai đoạn hiện tại thì khả năng là sẽ ở khoảng vùng 14, sẽ ở vùng 14 ở đây, sẽ ở vùng 14. Tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn của KBC thì nó hơi xấu. Những tài khoản nào mà đang nắm giữ KBC thì chúng ta cũng có thể cân nhắc để chúng ta hạ tỷ trọng để đảm bảo an toàn tài khoản của chúng ta. C2 Ở C2 thì về cơ bản là sau một cái nhịp đánh như vậy thì chúng ta sẽ chờ C2 ở đâu đó ở quanh vùng 23. Phiên ngày hôm nay, phiên kết tuần thì C2 là đánh lên, nhưng mà đánh lên như này thì chúng ta cũng sẽ cần chờ những cái tín hiệu kỹ thuật rõ ràng hơn, chắc chắn hơn. Còn về cơ bản thì C2 sẽ cần thời gian để tích lũy lại ở nền giá 23. SDI và LDG. Đối với SDI, SDI là một trong những cái mã cổ phiếu mà nó có cái thương vụ game 1,1 SDI đổi mã cổ phiếu VIX, và trong ngày hôm nay
Thì Hùng Lê cũng có tiên lượng một cái kịch bản đó là VIX sẽ đánh chạm vùng 125 đến vùng 130. Như vậy thì chúng ta sẽ lấy 125 mà chúng ta nhân nhân với 1,1 thì nó đâu đó nó rơi vào khoảng vùng khoảng 137,5. Tức là như vậy thì SDI có thể sẽ chạm vùng 137,5 đến vùng 140. Đó, để hoàn thành cái thương vụ đó thì hiện tại thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là tạo lập của SDI đang có những phiên mà giữ hàng ở đây, tức là giữ ở quanh cái biên 113 và biên ở đây là 108, 113 đến 108 khá là đẹp, và khả năng thì từ cái biên này thì SDI cùng với sự hồi phục của VIX thì SDI sẽ có một cái nhịp đánh cuối cùng ở đây trước khi mà rũ hàng, tức là hoàn thành ở vùng 140. Tức là như vậy SDI cũng đã có một cái mức tăng khá là ấn tượng từ vùng 70 khi bắt đầu cái điểm xuất phát ở đây, tức là gần như đã tăng 100% nếu như hoàn thành được cái target vùng 140. LDG thì khả năng cũng chưa có những cái gì nó hấp dẫn, bởi vì là LDG thì trong một cái kịch bản Hùng Lê phân tích ở đây chủ yếu là để cho tất cả những anh chị em của chúng ta có được một cái điểm để chúng ta hồi để chúng ta thoát hàng. Bởi vì trong một cái kịch bản ở đây thì Hùng Lê có đưa ra rằng là LDG sau những cái nhịp test chỉnh này thì LDG sẽ cần hoàn thành hai cái sóng chỉnh ở đây. Nó rất là mạnh ở đây. Và như vậy thì nếu như một cái sóng chỉnh này mà tiếp tục xảy ra thì như vậy thì LDG sẽ có thể chỉnh chạm về vùng đâu đó là vùng 8,8, như vậy là một mức giảm cũng đang khá là dài. Các anh chị lưu tâm giúp Hùng Lê đối với mã cổ phiếu LDG. Đấy là Hùng Lê phân tích để cho các anh chị của chúng ta không tham gia những cái mã cổ phiếu đó và để chúng ta có được tiên lượng. Trong những cái giao dịch tiếp theo. Đối với mã cổ phiếu BIT thì Hùng cũng đã có phân tích rồi. Những cái điểm test chỉnh ở đây đã không bị gãy và cái phiên kết tuần thì lấy lại vùng giá 41 thì nó cũng rất là tích cực với dòng tiền quay trở lại, và Hùng Lê vẫn kỳ vọng ở một cái target gần ở đây là vùng 42 đến vùng 42,5 đối với mã cổ phiếu BIT. Mã cổ phiếu MBB thì Hùng cũng đã có phân tích rồi. MBB thì vẫn còn đó một cái nền tích lũy ở đây là vùng 22,5 đến vùng 23, và Hùng vẫn kỳ vọng là sau một cái nhịp tích lũy này thì cái đích đến tiếp theo của MBB sẽ là vùng 26, và chúng ta sẽ có những cái tín hiệu kỹ thuật để xác nhận rằng MBB có thể về được vùng 26 hay không. Thì Hùng Lê sẽ liên tục cập nhật ở trên các cái bản tin hàng 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 ngày ở trên tin Zalo. Đối với Techcombank thì trong những cái nhịp phân tích ở đây là Techcombank hình như là Hùng Lê có phân tích ở vùng 24 thì đã hoàn thành rồi, và những cái nhịp mà Techcombank có thể test chỉnh lại ở quanh vùng 23,5. Quanh quanh vùng 23,5 này nếu như Techcombank mà tích lũy lại được và không bị gãy nền 23,5 này thì đây cũng là một trong những cái yếu tố để giúp cho Techcombank có thể hoàn thành tiếp cái vùng mục tiêu vùng giá 25 và xa hơn có thể sẽ là 26. Trên biểu đồ đến ngày thì chúng ta cũng thấy rằng là Techcombank đã bắt đầu có những cái tín hiệu tốt hơn của dòng tiền, tức là dòng tiền không bị cắm đầu đi xuống nữa và dòng tiền bắt đầu có những cái xu hướng đi ngang, và chỉ cần xu hướng dòng tiền quay trở lại thì đấy cũng là lúc mà sẽ đánh dấu rằng Techcombank hết cái nhịp chỉnh. Thì đối với Techcombank những cái điểm mua thì cũng đã có khuyến nghị rồi, từ các anh chị có thể xem lại những cái vị thế từ rất là sớm, và bây giờ thì cơ bản là chúng ta canh những cái nhịp test chỉnh để chúng ta có thể cover lại hàng và chốt ở những cái nhịp target cao hơn. Đối với VPBank thì trong giai đoạn hiện tại VPBank như thế này là như thế nào? VPBank đã chỉnh về đúng vùng 21,5 và trong phiên kết tuần ngày hôm nay thì đã rơi đúng về vùng 21,5. Một điều đáng lưu ý là hiện tại thì chúng ta có thể nhìn thấy dòng tiền đang bị mất cầu ở vùng 21,5. Thì đối với VPBank các anh chị lưu tâm giúp Hùng Lê, ở vùng 21,5 là một cái điểm tì bật nó rất là quan trọng. Nếu như tại vùng 21,5 này mà cổ phiếu bị gãy thì như thế là chúng ta sẽ xem xét để chúng ta chốt. Còn nếu ở vùng 21,5 này không bị gãy thì chúng ta sẽ tiếp tục chúng ta nắm giữ để chúng ta có thể chốt ở những cái target cao hơn. Và sau những cái phiên mất cầu như thế này thì chúng ta cũng hoàn toàn có thể kỳ vọng sang tuần tới sẽ có những phiên cầu nhồi trở lại và sẽ có những cái phiên có những cây nến xanh như này, thì như thế là những cái tín hiệu tích cực của VBank sẽ tiếp tục được duy trì.
Nhưng ngược lại, nếu như có những cây nến đỏ dài thòng xuống như thế này thì đấy là những cái tín hiệu mà chúng ta cần phải nhanh chân để chúng ta chốt ngay lập tức đối với mã cổ phiếu VIBank. STB thì Hùng đã phân tích rồi. STB là một trong những cái mã cổ phiếu mà nó sẽ chạy sau sau cùng của dòng ngân hàng. Đây là một cái mã cổ phiếu mà chúng ta cũng đã có những cái điểm mua hết đối với STB. Thì đối với STB, những cái vị thế nào mà chúng ta đã có rồi thì chúng ta cứ yên tâm để chúng ta chờ một cái nhịp đánh sau cùng, khi mà tất cả các anh Hùng đã cán đích, ví dụ như Vietcombank đã cán đích rồi, những cái mã cổ phiếu khác đã cán đích thì STB khả năng sẽ hút dòng tiền. Vietcombank Hùng cũng đã phân tích rồi, nhịp ngắn target tiếp theo của Vietcombank sẽ là vùng 90, hoàn toàn có thể trở thành hiện thực trong tuần tới. Và từ vùng 90 này thì chúng ta sẽ tiếp tục hướng đến một target cao hơn của Vietcombank ở 100. Thì căn cứ vào tình thế thì Hùng sẽ tiếp tục cập nhật mã cổ phiếu Vietcombank ở trong thời gian tới. Đối với HD Bank là một trong những mã cổ phiếu về ngành ngân hàng. HD Bank là một trong những mã cổ phiếu rất là tốt, có kết quả kinh doanh quý 3 cực kỳ là ấn tượng. Cùng với đó, chúng ta có thể thấy rằng HD Bank và VDC là giống như hai người anh em của nhau. Bởi vì tại sao Hùng lại gọi như vậy? Bởi vì có bàn tay của chị Thảo trong đó, và chị Thảo là một trong những người mà làm sale cực kỳ là tuyệt vời. Và Hùng Lê cũng có nói rằng là phong độ là nhất thời và đẳng cấp là mãi mãi. Thì chúng ta cũng có thể thấy rằng những người như chị Thảo hoặc là như anh Vượng đó thì luôn luôn có những cái tâm huyết với chính những cái doanh nghiệp của mình. Và chính vì vậy nên là những cái doanh nghiệp của những anh chị đó thì nó sẽ có những bước phát triển trong tương lai. HD Bank có một kết quả kinh doanh quý 3 ấn tượng, cùng với đó là VDC cũng đã hoàn thành cái target vùng 145 và Hùng đang bẻ những bản tiếp theo của VDC. HD Bank thì trong team của Hùng Lê cũng có những anh chị đang nắm giữ những cái lượng hàng rất là lớn của HD Bank. Thì Hùng cũng đã có phân tích rất là kỹ, rất là chi tiết cho những cái tài khoản để có thể gia tăng thị trọng của HD Bank ở vùng 28.5. Tại vùng 28.5, HD Bank tích lũy thành công và không bị gãy nền 28.5 thì xu thế tiếp theo của HD Bank sẽ tiếp tục được xác lập, và cái target tiếp theo của HD Bank đó là ở quanh vùng 30, và mạnh hơn thì có thể là sẽ chạm vùng 31. Chạm vùng 31 ở đây thì như vậy là HD Bank đã có một cái nhịp đánh từ vùng 26, và như thế là cũng đã có một nhịp tăng tương đối là đẹp. Với những cái điểm mua hiện tại của HD Bank thì Hùng không còn khuyến nghị, chỉ có dành cho những anh chị đảo hàng, tức là hàng có sẵn ở trong tài khoản. Ở những cái nhịp mà HD Bank, ví dụ nhịp đảo hàng ở vùng 28.5 thì Hùng đã chat trực tiếp đối với những tài khoản mà đang nắm giữ cổ phiếu HD Bank. Thì về cơ bản là như vậy, HD Bank sẽ hoàn thành cái mục tiêu ngắn ở đây, đó là vùng 30 đến khoảng vùng 31. Những cái điểm mua của HD Bank thì gần như nó không còn nữa, và chỉ dành cho những tài khoản mà chúng ta đảo hàng và có hàng mà thôi. Đối với Công Thương thì Hùng đã có phân tích nhấn mạnh ngay từ lúc đầu rồi. Công Thương đến lúc này đang có những phản ứng hết sức tích cực từ vùng 21.5 đến vùng 22, và đến thời điểm hiện tại thì có thể tính toán một sóng dài đối với Công Thương từ cái nền giá này. Và chúng ta sẽ cần chờ những cái lực cầu của Công Thương trong tuần. Có những phiên Công Thương sẽ có thể giao dịch từ 30 triệu đến 40 triệu cổ phiếu trên một tuần. Thì đấy là những cái dấu hiệu mà sẽ đánh dấu rằng một cái sóng dài của Công Thương. Hiện tại thì Công Thương sẽ gặp cái vùng cản khó ở đây. Đó là cái vùng cản khó ở đây khoảng quanh vùng 23.5 thì phải, đúng không ạ? Khoảng quanh vùng 23.5. Đây sẽ là một cái vùng cản khó của Công Thương, và có thể ở trong cái nhịp đánh này thì Công Thương sẽ đánh từ vùng 22. Đánh từ vùng 22 để chạm về vùng 23.5, và sau đó thì từ vùng 23.5 này sẽ có những cái nhịp test rũ ở đây, để đi về một sóng dài của Công Thương. Thì đối với Công Thương là một cái mã cổ phiếu ngân hàng các anh chị hết sức lưu tâm thùng lên. Trong nhóm ngành dầu khí thì cổ phiếu GAT là một trong những mã cổ phiếu mà Hùng Lê đã phân tích định lượng cho các anh chị hàng tuần rồi, và thêm vào đó là hai cái mã cổ phiếu mà Hùng đang đánh giá tốt nhất, có những xu thế tốt nhất ở trong giai đoạn hiện tại của ngành dầu khí, đó là mã cổ phiếu BSR. Thì về cơ bản là BSR thì hiện tại là BSR đang có những nền tích lũy bẻ pha xu thế ở quanh vùng 9.3. Thì đối với BSR cũng là một mã cổ phiếu mà Hùng Lê, trong team Hùng Lê có những anh chị đang nắm giữ, thì Hùng đã có kiến nghị để chúng ta có thể đảo hàng được ở quanh vùng BSR. Và BSR cần những tín hiệu kỹ thuật để vượt thoát vùng 10.
vượt thoát vùng 10. Và khi BSR vượt thoát vùng 10 thì đó sẽ là những cái điểm mua hết, những cái điểm mua cuối cùng của BSR. Sẽ là những cái điểm mua cuối cùng của BSR. Với một cái target đến tiếp theo của BSR, khi mà BSR thỏa mãn những cái điều kiện về kỹ thuật như vậy thì cái target tiếp theo của BSR có thể ở trong cái nhịp này. BSR sẽ đánh chạm vùng 12. Tức là từ vùng 9.3 này có thể đánh chạm vùng 12. Đấy là một cái target ngắn của BSR trong giai đoạn hiện tại. Một cái mã cổ phiếu thứ hai nữa là POVK. Thì đối với POVK là Hùng cũng đã có khuyến nghị các anh chị của chúng ta mở mua rồi. Những cái điểm mua của POVK, Hùng sẽ bật lại Zalo xem nào. Bây giờ thì có thể bật lại Zalo được rồi, bởi vì về cơ bản là bây giờ thì cũng không còn những cái tin nhắn chập chờn ở trên nhóm Zalo nữa. POVK thì Hùng cũng có đánh giá rằng là POVK đã có một cái nền ở đây là 12.1 đến 12.8 khá là ok. Những phiên đánh dẫn và sau đấy thì những cái phiên đánh rũ của POVK khá là đẹp. Và những cái nhịp đánh ở đây thì nền ở đây là nền 12.5, và cái kháng cự trước mắt của POVK là nền 13.5. thì trong phiên ngày hôm nay, trong phiên kết tuần, với việc dòng tiền quay trở lại đã đánh POVK vượt vùng 13.5, như vậy nó là một cái tín hiệu cực kỳ tốt, của POVK. Và đối với POVK cũng là một cái mã cổ phiếu mà đáng để đầu tư, gần như là Hùng đã có những cái khuyến nghị đó, những cái khuyến nghị nhắc lại của POVK. Ở nền tích lũy 12 có những tín hiệu bứt phá thành công và chỉ cần cầu đẩy qua vùng kháng cự ngắn 13.5 thì POVK sẽ có một cái nhịp hồi rất là thành công. Song song với việc khuyến nghị POVK và BSR thì là những cái phiên Hùng đã khuyến nghị các anh chị chúng ta mở các cái điểm mua vị thế ở quanh vùng 12.8 cộng trừ, tùy theo cái mức độ của nhà đầu mức độ kỳ vọng, tức là từ ngày 11 tháng 10 thì Hùng Lê đã có phân tích khuyến nghị các anh chị của chúng ta mở mua mã POVK và liên tục nhắc lại đây là một mã cổ phiếu rất là mạnh. Và hiện tại trong một cái đích đến tiếp theo của POVK như vậy, sau phiên kết tuần hết sức là thành công, thì POVK sẽ đánh chạm về đâu? Thì các anh chị cũng có thể nhìn thấy rằng trong lịch sử POVK đã có một cái nhịp đánh từ vùng đáy 11 và chạm vùng 17. Như vậy là cũng có một cái mức tăng hết sức là ấn tượng đối với POVK. Và không ngoại trừ ở trong một cái kịch bản lần này, POVK là một trong những mã cổ phiếu mà của ngành dầu khí sẽ là một cái mã cổ phiếu tâm điểm. Các anh chị lưu ý như vậy, một mã cổ phiếu tâm điểm. Thì đầu tiên là Hùng Lê sẽ kỳ vọng sẽ hồi lại ở về vùng giá 15. Sau khi mà đánh vượt thoát vùng giá 13.5. Và đây cũng là một mã cổ phiếu đáng để đầu tư, lưu tâm giúp các anh chị là chúng ta chưa có vị thế thì tùy các khẩu vị của anh chị có thể mở mua những cái điểm mua ở trong tuần tới. Chúng ta sẽ phân tích mã cổ phiếu thép, thì có mã cổ phiếu HSG. Thì HSG là một trong những mã cổ phiếu mà trong cái thời điểm hiện tại chúng ta cũng có thể nhìn thấy rằng là một cái nền dài ở đây, thì về cơ bản là HSG đã chạm về vùng hỗ trợ khá là mạnh trong một cái kênh xu thế tăng ở trước đó, tức là đã chạm về đến vùng 7 và sau đó thì đây là những nhịp đánh dẫn và đánh rũ. Thì về cơ bản HSG thì chúng ta cũng có thể thấy là HSG sẽ chưa thể tăng mạnh được ngay, và cái vùng giá 7 này là cái vùng giá 6.9 đâu đó, đúng rồi, Hùng Lê có phân tích là có thể chạm về vùng giá 6.9, và từ vùng giá 6.9 này thì HSG có thể đánh chạm về vùng bao nhiêu, về vùng 8.3. Thì đối với HSG thì về cơ bản là những cái vị thế mà các anh chị mà có thể tham gia mã cổ phiếu này thì các anh chị có thể canh quanh vùng 6.9. Và với HSG thì chúng ta cũng sẽ nên nhìn ở một cái kênh xu thế, đó là một kênh xu thế dài và sẽ cần thời gian. Có thể là mã HSG này sẽ là một trong những cái mã mà chúng ta sẽ đánh trọng điểm vào thời gian tới.
Tuy nhiên có đánh trọng điểm hay không thì chúng ta sẽ cần những cái tín hiệu kỹ thuật và chúng ta sẽ cần thời gian nhiều hơn. Về cơ bản HSG cũng đã có những cái pha xu thế hiện tại như thế này là Hùng đánh giá là đẹp sau một phiên đánh dẫn lên, và HSG đã rũ hết toàn bộ phần nền ở đây. Rũ hết toàn bộ phần nền ở quanh vùng 6.9 và sau đó thì đang có những phiên đánh dẫn, và khả năng thì HSG sẽ có những phiên tích lũy đẹp ở quanh vùng 7 để phát đi những cái tín hiệu tiếp theo. Hàng không, đối với mã cổ phiếu hàng không thì chúng ta có VDC, Hùng đã có phân tích rồi. Đây là một cái mã cổ phiếu đáng để đầu tư trong cái thời gian vừa qua, liên tục nhấn mạnh. Và mã cổ phiếu thứ hai tiếp theo đó là HVN. Thì khi các anh chị mà về đồng hành cùng với team của Hùng Lê thì các anh chị sẽ được cập nhật những cái bản tin. Và những cái bản tin đó thì nó mang đậm cái tính cách, cái phong cách của Hùng Lê, nó có thể đúng, nó có thể sai. Và những cái bản tin đó thì sẽ giúp cho các anh chị của chúng ta có những phân tích định lượng trong cái quyết định đầu tư của mình. Đó, chứ không phải là những các anh chị áp dụng y nguyên như vậy, nhưng ít nhất là Hùng Lê có những cái góc nhìn, có những cái chia sẻ như vậy. Thì các anh chị có thể thấy rằng nó đúng với mình, nó phù hợp với mình thì chúng ta sẽ áp dụng, nếu nó không đúng, nó không phù hợp với mình, ok, chúng ta nghe và chúng ta sẽ có những cái phân tích đánh giá sau. Đó, ví dụ như vậy. Thì đối với HVN, và HVN là trong phiên ngày hôm nay thì Hùng Lê trong phiên ngày hôm nay, tức là buổi sáng lúc đó khoảng tầm 11 giờ thì Hùng đã có khuyến nghị là sẽ mở mua hết đối với mã cổ phiếu HVN. Đối với mã cổ phiếu HVN, và cái đích đến tiếp theo sẽ đến ở vùng khoảng vùng 39 đến vùng 40. Thì những cái điểm mua của HVN đâu đó là từ ngày bao nhiêu đấy? Từ ngày 22 tháng 10, các anh chị lưu ý, từ ngày 22 tháng 10. Khi đó Hùng Lê đã có những phân tích định lượng HVN sau một cái nhịp chạm 36, đấy là nhịp đánh dẫn 1, thì hiện tại đang test lại ở vùng 34. Quan sát vùng 34, không thủng vùng này thì có thể tham gia mua ngay ở vùng này. Thì rõ ràng một điều là và đến phiên ngày hôm nay thì Hùng Lê khuyến nghị các anh chị của chúng ta mở mua hết đối với mã cổ phiếu HVN. Thì đối với HVN đó, sau khi chạm ở đây thì Hùng có phân tích định lượng ở cái vùng 34. Ở cái vùng 34, tức là chúng ta không nhất thiết là chúng ta phải đua theo những cái phiên giá cao. Chúng ta sẽ chờ những cái phiên mà cổ phiếu nó sẽ rũ lại hàng ở đây, và chúng ta hoàn toàn chúng ta có thể mua ở những phiên này, thì những phiên này sẽ là những cái phiên mua rất là an toàn cho chúng ta. Và từ vùng 34 thì phiên ngày hôm nay là phiên mở mua hết, bởi vì phiên ngày hôm nay thì HVN đã chính thức đánh vượt vùng 36 ở trong một cái nhịp hồi, và như vậy là chúng ta sẽ hoàn toàn có thể kỳ vọng HVN trong nhịp này sẽ đánh chạm vùng 38 đến vùng 39, mạnh thì có thể đánh chạm vùng 39 hoặc vùng 38 ở trong cái nhịp đánh này. Như vậy là những cái vị thế mua từ vùng 34 lên vùng 39 rất là hợp lý, và chúng ta hoàn toàn có thể bình tĩnh để chúng ta mua, chúng ta không phải vội vàng gì cả, không ai tranh mất phần của chúng ta đối với mã cổ phiếu HVN. Họ nhạc Viettel thì chúng ta sẽ phân tích lại mã cổ phiếu VGI. Thì đối với VGI trong giai đoạn hiện tại là Hùng vẫn đánh giá rằng là VGI đang có một cái nền đi ngang ở quanh nền 31. Thì VGI ở giai đoạn hiện tại là những cái vị thế chúng ta mua gom thôi. Chúng ta mua gom ở quanh nền 31 và tạo lập đang gom dần lại VGI ở quanh vùng 31, và sau đó thì sẽ có những cái game, ví dụ như game chuyển sàn chẳng hạn, hoặc sẽ có những game gì đó và sẽ có những cái tín hiệu kỹ thuật để bứt lên vùng 31, thì lúc đó chúng ta sẽ mở điểm mua hết. Đối với những tài khoản đang nắm giữ VGI thì chúng ta sẽ phải kiên nhẫn hơn, bởi vì là chúng ta sẽ chưa có những cái tín hiệu kỹ thuật tốt hiện tại của cổ phiếu VGI. Đối với họ nhạc Kido thì chúng ta sẽ có thể phân tích KDC. Thì đối với KDC sau một cái nhịp đánh dẫn chạm cái vùng target ở đây, đó là vùng 24, thì Hùng Lê có đề cập đến một cái kịch bản ở vùng 19.5 đến vùng đâu đó là vùng 20.5. Đây là những cái vùng mà KDC đang có những cái phiên lấp gáp ở đây khá là tốt hiện tại, và kỳ vọng thì KDC sẽ đánh chạm lại về vùng 20, sẽ đánh chạm về vùng 23. Sẽ đánh chạm về vùng 23, và sau khi chạm về vùng 23 thì
Thì về cơ bản là KDC lại có là đang đang có những cái phiên mà gọi là điều chỉnh lại, thì trong những cái nhịp điều chỉnh này thì có thể KDC sẽ chỉnh lại về quanh vùng 21 hoặc là thậm chí là vùng cao hơn một tí 21.2. Về vùng 21.2 thì về cơ bản là KDC sẽ có thể chỉnh lại về vùng 21.2, và từ vùng này thì có thể cổ phiếu này sẽ tích lũy trở lại. Và cái việc là KDC có đánh chạm lại về được vùng 24 hay không thì chúng ta sẽ cần quan sát ở vùng 21.2. Nếu tại vùng này KDC không không bị gãy thì có thể là KDC sẽ tiếp tục có một nhịp đánh chạm lại về target cũ, về đỉnh cũ, đấy là vùng 24. Đối với KDF thì nó hơi thanh khoản, nó hơi bị thấp, chính vì vậy nên là chúng ta cũng chỉ đảo qua thôi. Thì về cơ bản là có thể trong cái nhịp đánh này KDF có thể đánh dẫn về được đến vùng 340. Hai phiên kết tuần thì KDF đang có một lượng hàng ra, thì khả năng là như vậy là KDF sẽ tiếp tục giảm. Những cái tài khoản nào đang nắm giữ KDF thì có thể là canh để chúng ta ra hàng. Đối với mã cổ phiếu ngành dược thì chúng ta sẽ đi phân tích dược Hà Tây và dược Hậu Giang. Đối với mã cổ phiếu dược Hà Tây thì Hùng Lê đã có những phân tích và khuyến nghị cho tất cả các anh chị đầu tư trong cái giai đoạn vừa qua, bởi vì từ cái vùng giá 40 thì như vậy là chúng ta đã có những cái phân tích đánh giá tại đây, và cái target mà Hùng Lê phân tích ở đây đó là vùng giá 50, và sau những cái nhịp test chỉnh về đâu đó ở những vùng giá 42.5 thì Dược Hà Tây trong tuần này đã hoàn thành cái target, đó là target 50. Và mạnh hơn thì từ vùng 50 này có thể đánh chạm vùng 55, và rõ ràng một điều là trong trong phiên kết tuần thì Dược Hà Tây đã đánh về vùng 53.2 và nó chỉ cách vùng 55 chỉ có một tí nữa thôi. Thì với một cái tín hiệu kỹ thuật mạnh như hiện tại của Dược Hà Tây thì rất có thể là Dược Hà Tây sẽ đánh chạm vùng 55. Và đến vùng 55 này thì cũng là một cái vùng mà khả năng cổ phiếu sẽ rũ hàng trước khi mà Dược Hà Tây phát đi những cái tín hiệu kỹ thuật tiếp theo. Thì với những tài khoản nào mà đã mua được cổ phiếu Dược Hà Tây thì chúng ta có thể canh chốt dần ở quanh vùng 55, và sau khi chốt xong thì có thể sẽ có những cái nhịp test chỉnh giống như cái nhịp ở đây, test chỉnh về vùng 42.5 thì hôm nay sẽ tiếp tục phân tích cập nhật, và những cái điểm test chỉnh thành công và có những cái điểm mua thì hôm nay sẽ tiếp tục khuyến nghị ở trên team. DHG là một mã cổ phiếu mà Hùng Lê đã khuyến nghị chúng ta đưa vào danh mục quan tâm ở trong cái giai đoạn hiện tại, và quan tâm ở quanh cái vùng giá 91.5 thì Hùng Lê vẫn kỳ vọng rằng DHG sẽ có một nhịp tăng, sẽ nhịp tăng từ vùng 91.5 và đâu đó sẽ đánh chạm về vùng 100. Cơ bản là bây giờ tạo lập đang gom hàng và sẽ đẩy cổ phiếu này vượt thoát được cái nền, ở đây là nền 93, sẽ đẩy vượt thoát nền 93. Thì về về cơ bản là đối với cổ phiếu DHG thì là một mã cổ phiếu mà thanh khoản nó khá là thấp, chính vì vậy nên là chúng ta cũng sẽ hết sức lưu tâm trong cái quá trình chúng ta tham gia đầu tư. Về mã công nghiệp thì chúng ta có thể đảo đảo qua một số cái mã cổ phiếu cơ bản như sau, D2D. Đối với D2D, những cái nhịp test chỉnh ở đây, dòng tiền thì về cơ bản trong ngắn hạn thì dòng tiền đang cắm đầu đi xuống, vì vậy nên là D2D sẽ chỉnh là cái điều đương nhiên. Và các anh chị quan sát giúp Hùng Lê ở quanh vùng 80, D2D có thể chỉnh lại quanh vùng 80. Tại vùng 80 này cổ phiếu tích lũy được thành công thì như vậy thì có thể là sẽ hồi lại về vùng 90, nhưng ngược lại tại vùng 80 này mà cổ phiếu D2D bị phá vỡ thì như vậy chúng ta sẽ xem xét để chúng ta thoát toàn bộ hàng, bởi vì như vậy là cái sóng kỹ thuật của D2D nó đã hồi nhưng nó sẽ không hồi về lại được vùng đỉnh cũ là vùng 90. Và như vậy thì chúng ta cũng xem xét tất toán đối với mã cổ phiếu D2D. Đối với mã cổ phiếu NTC thì Nam Tân Nguyên thì có một cái vùng hỗ trợ đây, vùng 150, và sau hai cái phiên đánh mạnh lên chạm vùng, gần như là chạm vùng 167 65, thì như vậy là gì, vùng 168, thì như vậy là NTC lại tiếp tục có những cái phiên lình xình ở quanh đây. Thì đối với NTC thì cách đánh của tạo lập thì nó cũng khá là dị, tức là sau những phiên đánh mạnh thì có thể sẽ là những phiên mất cầu, và sau đó thì sẽ có những phiên cầu quay trở lại.
Thì kỳ vọng ở trong cái nhịp đánh này thì Nam Tân Uyên cũng chỉ hồi về lại ở quanh vùng, tức là sẽ không kỳ vọng hồi về sẽ không kỳ vọng hồi về vùng 1200 mà sẽ hồi về khoảng vùng 185 ở trong nhịp đánh này. Như thế nó cũng sẽ khá là hợp lý. Từ vùng 150 và đánh chạm vùng 185 ở trong nhịp hồi này, thì những tài khoản nào mà chúng ta đang nắm giữ ở khu nghiệp Nam Tân Uyên thì chúng ta cũng có thể xem các cái tín hiệu kỹ thuật để chúng ta có thể có những cái hành động nó hợp lý. IDV thì về cơ bản là thanh khoản nó thấp, và mã cổ phiếu này thì chúng ta cũng chỉ đầu tư ăn cổ tức và xác định ở một cái kênh xu thế nó là dài dài thôi, chứ còn đánh lướt thì nó sẽ khá là khó, sẽ khó chịu đối với mã cổ phiếu này. Các trụ và các mã cổ phiếu blue chip thì Vinamilk đã có phân tích rồi, Duy phân tích rồi, BVH, Man, San, MVKG thì về cơ bản là các trụ và blue chip thì chúng ta đã có phân tích rồi. Chúng ta cùng điểm lại mã cổ phiếu thủy sản ANV. Đối với ANV sau một cái nhịp đánh dẫn ở đây, thực tế là ANV đã có một cái nhịp giảm chạm vùng hỗ trợ khoảng vùng 24 khá là đẹp, và sau đó thì ANV đang có những cái nhịp phục hồi. Những cái nhịp phục hồi ở đây ở quanh vùng giá 26 thì về cơ bản là đối với ANV thì tín hiệu kỹ thuật hiện tại tăng mạnh chưa có, khi mà dòng tiền đang tiếp tục bị cắm xuống ở đây. Tín hiệu đường MACD, tín hiệu đường MACD thì đang có những phiên đang có tín hiệu cắm đầu xuống. Như vậy là cái tín hiệu hồi này thì chủ yếu là chưa thực sự là tích cực, và khả năng ANV sẽ tiếp tục đi ngang ở quanh nền 26, khả năng là sẽ đi ngang ở quanh nền 26. Đối với các mã cổ phiếu công nghệ thì FPT thì Hùng Lê đã phân tích rồi, và chúng ta sẽ tiếp tục phân tích mã cổ phiếu DGW. Thì đối với DGW là một mã cổ phiếu mà Hùng Lê liên tục phân tích nhấn mạnh đối với các anh chị, đấy là một cái mã cổ phiếu mà chúng ta sẽ đánh những cái chen dài, và những cái mục tiêu mà xa hơn của DGW thì Hùng đang có những cái kỳ vọng rất là lớn đối với mã cổ phiếu này. Tuy nhiên trước khi mà có những kỳ vọng lớn đó thì Hùng Lê đang kỳ vọng là cổ phiếu này sẽ chạm cái target ở vùng 27. Thì trong cái giai đoạn hiện tại đối với mã cổ phiếu này cũng là một cái mã cổ phiếu khá là tâm điểm của thị trường. Sau một cái phiên bán mạnh hôm qua thì phiên ngày hôm nay DGW đã lấp lại được 1/2 cái thân nến đỏ trước đó. Và Hùng Lê có khuyến nghị các anh chị, một số các anh chị có hỏi Hùng Lê là có mua được cổ phiếu này hay không, thì chúng ta sẽ quan sát ở vùng 25.5. Nếu như tại vùng 25.5 này cổ phiếu không bị gãy thì chúng ta hoàn toàn có thể gia tăng tỷ trọng với những tài khoản nào đang nắm giữ sau những cái nhịp test tích lũy ở đây 24.5 khá là đẹp, và những cái nhịp mà khuyến nghị mua quanh vùng 23. Hiện tại đối với DGW thì chúng ta sẽ quan sát tiếp ở vùng 25.5, và cái target mà Hùng Lê phân tích ở đây là vùng 27, anh chị lưu ý. Đối với cao su thì chúng ta sẽ đảo lại hai mã DRC thì khả năng là cũng đã hoàn thành cái target rồi, và những phiên gãy như này, chốt mạnh như này thì chúng ta cũng nên xem xét để chúng ta chốt. PHR thì khả năng là cũng chưa có những cái PHR thì về cơ bản là vẫn đang đi ngang thôi, chưa có những cái tín hiệu kỹ thuật. Và với những cái tín hiệu sau một nhịp rơi mạnh hồi lên và đi ngang như này thì Hùng Lê khuyến nghị các anh chị chúng ta, những anh chị nào đang cầm nắm giữ mã cổ phiếu PHR thì chúng ta cũng nhanh chân chúng ta thoát khỏi mã cổ phiếu này, bởi vì những cái tín hiệu nguy hiểm nó sẽ đang rình rập ở phía trước rất là nhiều. Nhựa Bình Minh thì BMP Hùng cũng đã có phân tích rồi. BMP là một mã cổ phiếu mà Hùng Lê khuyến nghị đánh dài. Những điểm test chỉnh quanh vùng giá 52 không bị gãy thì như vậy thì Bình Minh sẽ có một cái nhịp đánh tiếp theo, có thể sẽ chạm cái target vùng 60. Tiếp theo thì chúng ta sẽ phân tích mã cổ phiếu nhựa thiếu niên Tiền Phong. Thì đối với nhựa thiếu niên Tiền Phong thì chúng ta sẽ nhìn nhận ở trên một cái góc độ, trên một cái xu hướng dài hơn. Đối với nhựa Tiền Phong thì chúng ta cần phải đánh dài và chúng ta phải kiên nhẫn thôi. Biên tích lũy của nhựa Tiền Phong hiện tại ở biên dưới ở quanh vùng 31. Và thậm chí sâu hơn ở đây có thể sẽ là vùng 30.
sẽ là vùng 30 đến vùng 35. Đây là một cái biên tích lũy dài của cổ phiếu Nhựa Tiền Phong. Thì sau những nhịp đánh dẫn, đây là những nhịp đánh dẫn thì những nhịp rũ, và sau đó thì chúng ta sẽ cần chờ những cái tín hiệu kỹ thuật tích cực hơn của Nhựa Tiền Phong. Thì đối với Nhựa Tiền Phong, chúng ta đang mở các cái vị thế mua gom, các cái vị thế mua gom ở quanh cái biên tích lũy này, thì tùy vào cái mức độ kỳ vọng của nhà đầu tư thì chúng ta có thể tham gia dần. Và Hùng đánh giá rằng Nhựa Tiền Phong sẽ có thể sẽ có một cái kênh xu thế nó sẽ tốt hơn. Và đối với Nhựa Tiền Phong thì chúng ta cũng sẽ đánh dài, chúng ta không thể đánh lướt được. Mã cổ phiếu mía đường SBT, chúng ta sẽ xem SBT xem như thế nào. Sau khi hoàn thành target vùng 19, hiện tại thì những tạo lập của SBT hiện tại thì cũng đang tạo lập đi ngang thôi, chưa có những cái nhịp những cái nhịp hồi phục đánh giá được đánh giá là tốt. Thì cơ bản là cái cách đi như thế này thì về cơ bản cũng lên khuyến nghị, nếu như chúng ta đã mua được SBT ở vùng giá thấp thì có thể canh chốt dần ở quanh biên 19, bởi vì đi ngang như thế này thì nó cũng sẽ khá là rủi ro, khá là phức tạp ở đằng sau đó. Chúng ta cùng phân tích một số các mã cổ phiếu đầu cơ. Hút thì hình như là cũng chưa có gì. Hút thì về cơ bản là vẫn đang một cái nền tích lũy đi ngang khá là dài, và chúng ta sẽ cần thời gian. TCH có gì vui không? Mã cổ phiếu TCH thì thường là những cái nhịp đánh nó cũng khá là dị. Thì TCH đã chạm lại về vùng đâu 22.5. Từ vùng 22.5 này thì tích lũy đi lên thì cầu quay trở lại. Về cơ bản tín hiệu ngắn hạn của TCH thì khi chạm vùng này thì có thể mua và đánh T cộng thôi. Còn nhịp sóng dài của TCH ở trong giai đoạn hiện tại thì chúng ta chưa nhìn thấy đối với mã cổ phiếu TCH. Cổ phiếu 2 ở trong giai đoạn hiện tại thì như thế nào? Thì đối với mã cổ phiếu 2 thì Hùng có để nhìn nhận ở một góc độ như thế này. 2 có một cái nền tích lũy ở đây là nền biên từ nền 1.6 đến nền 1.7. Và sau một cái nền biên này thì 2 đang có những cái nhịp đánh dẫn lên. Và nếu mà chúng ta nhìn ở trong một cái kênh xu thế dài thì khả năng là đang khá là hay đối với mã cổ phiếu này. Tuy nhiên là đối với 2 thì là một cái mã cổ phiếu nó mang đậm tính chất đầu cơ. Chính vì vậy nên là chúng ta phải có một cái phương pháp mua rất là nhịp nhàng. Quanh vùng 175 chúng ta có thể mua 1/10 số chúng ta định mua, ví dụ như vậy. Và chúng ta sẽ mua gom dần. Và cái điểm mà Hùng Lê đang phân tích và kỳ vọng là khả năng 2 sẽ đi ngang ở quanh cái vùng ở đây là 1.65. Xin lỗi cả nhà, là đã đánh bị sai 1.65. Đó, cái điểm đi ngang dài của 2 sẽ là quanh vùng 1.65, và đây mới là điểm mà chúng ta sẽ mua. Đây sẽ là điểm mà chúng ta sẽ mua. Thì đối với mã cổ phiếu 2 là một mã cổ phiếu đậm tính chất đầu cơ, các anh chị lưu ý, dành cho những anh chị mà yêu thích mã cổ phiếu đầu cơ. TSC thì Hùng cũng đã có những cái đề cập, có thể TSC có thể mua gom lại ở quanh vùng 1.9. 2.9. Bởi vì mã cổ phiếu TSC cũng là một cái mã cổ phiếu mà cũng mang đậm tính chất đầu cơ luôn. Và hiện tại thì TSC đã đánh bay gần như các cái mốc kháng cự ở đây rồi, thì khả năng là TSC sẽ có một cái nhịp đánh khá là tốt. Và chúng ta nhìn lại ở trong lịch sử thì TSC đã có một nhịp đánh từ vùng 5 lên vùng giá 20, tức là gấp khoảng tầm 4 lần. Và một cái nhịp đánh trong lịch sử ngắn gần hơn đây nữa là từ vùng 5, và từ vùng 5 mà đánh về đây là vùng bao nhiêu? Đây là 7.2. Từ vùng đây là vùng 2.9, từ vùng 2.9 mà đánh về vùng 7.2. Đấy, cũng là lịch sử có một nhịp đánh khá là tốt. Và đến bây giờ thì cái nhịp đánh này của TSC thì cơ bản là nó hơi muộn vị thế, nhưng mà chúng ta canh được khoảng quanh vùng 2.9 đến vùng 3 thì chúng ta sẽ có thể chúng ta mở mua những cái vị thế đó thì nó cũng sẽ khá là ok dành cho những anh chị yêu thích cổ phiếu đầu cơ. Và một số các mã cổ phiếu khác Hùng sẽ điểm qua nhanh bởi vì bản tin của chúng ta cũng khá là dài rồi. Đối với TNA cũng đã có những cái khuyến nghị phân tích ở quanh vùng 13, bởi vì khi lúc đó thì đánh giá TNA đang có một cái nhịp sóng rất là tốt, và TNA đã hoàn thành target cùng Lê phân tích ở đây quanh vùng 17.5 đến vùng 18.
Từ vùng này thì Hùng đang kỳ vọng là TNA sẽ chỉnh lại đâu đó khoảng vùng 16, và từ vùng 16 này tích lũy trở lại được thì chúng ta sẽ tiếp tục, chúng ta sẽ cover lại hàng sau khi mà chúng ta đã chốt ở vùng 18, thì đối với mã cổ phiếu TNA cũng rất là đẹp ở trên một kênh xu thế đánh dài của TNA. Tiếp theo thì chúng ta cùng phân tích mã cổ phiếu CVT. CVT cũng là một cái mã cổ phiếu mà một số các cái tài khoản cũng đang nắm giữ CVT. Thì về cơ bản thì CVT đã có một cái nhịp tăng, nhưng mà nhịp tăng sóng dài thì hiện tại cũng lên có chưa có đề cập, và một cái biên tích lũy ở quanh vùng 23 đến vùng 23.5. Hiện tại thì chúng ta tiếp tục quan sát ở đây, và đây là một cái vùng kháng cự ngắn của CVT. Nếu chúng ta nhìn ở trên một góc độ trên một cái góc độ xu thế dài hạn thì gần như CVT cũng đang cố gắng bẻ một cái kênh xu thế, bẻ kênh xu thế ở đây. Và nếu như CVT tích lũy được thành công, và cái điểm thành công tích lũy ở đây là quanh vùng 22, không bị gãy, quanh điểm 22 không bị gãy, thì lúc đó chúng ta sẽ tính toán ở một cái trend dài của mã cổ phiếu CVT. Đối với Đạm Phú Mỹ thì chưa có gì đột biến luôn. Sau một nhịp đánh lên thì đây là những nhịp đánh rũ. Những nhịp đánh rũ của Đạm Phú Mỹ có thể chỉnh lại quanh vùng 14. Những tài khoản mà chúng ta đang nắm giữ Đạm Phú Mỹ, các anh chị lưu ý giúp Hùng Lê, quanh vùng 14 thì cả khả năng là cổ phiếu sẽ tích lũy lại tại đây. Và từ vùng 14 này thì sẽ có những lực cầu xuất hiện trở lại để có thể đánh Đạm Phú Mỹ vượt vùng ở đây là vượt vùng 15.3, và sau đó có thể về ở những vùng target cao hơn ở quanh vùng 17 đến vùng 17.5. PTB là một cái mã cổ phiếu mà Hùng Lê liên tục phân tích và định lượng cho tất cả các anh chị em của chúng ta, bởi vì PTB là một trong những mã cổ phiếu mà Hùng Lê khuyến nghị các anh chị chúng ta đánh những cái trend dài, và target mà Hùng Lê phân tích từ vùng giá 69 đã đạt target 75. Từ vùng 75 này thì cổ phiếu PTB có thể sẽ có những cái nhịp test chỉnh, và hiện tại thì chúng ta sẽ quan sát những cái nhịp test chỉnh tại đây. 73, ok, khả năng là cổ phiếu này sẽ chỉnh lại về vùng 73. Và cổ phiếu này PVT không gãy nền 73, tiếp tục tích lũy đi ngang ở đây và có những phiên hút cầu trở lại. Thì mục tiêu ngắn của PTB Hùng Lê vẫn đánh giá và vẫn kỳ vọng ở đây, đó là vùng 80. Vẫn kỳ vọng và đánh giá ở đây sẽ là vùng 80 của PTB. Thì đối với PTB là một trong những mã cổ phiếu mà đánh sóng dài, và trong một cái chu kỳ sóng dài của PTB thì sau những cái nhịp phân tích 80 thì Hùng Lê sẽ có những nhịp phân tích tiếp theo, và khả năng thì PTB cũng sẽ là một trong những mã cổ phiếu chiến lược của team, thì các anh chị lưu tâm giúp Hùng Lê. Tiếp theo chúng ta sẽ phân tích mã cổ phiếu DBC. Lợn chết nhiều, thức ăn không nhập được, nhưng mà DBC lại có một cái hành trình khá là tốt. Đối với Dabaco thì hiện tại chúng ta sẽ phân tích Dabaco ở một cái chu kỳ dài, chứ chúng ta không phân tích Dabaco ở một cái sóng ngắn. Chính vì phân tích ở một cái chu kỳ dài nên các anh chị lưu tâm những cái điểm mua vị thế của Dabaco có thể quanh vùng 22. Đó là cái biên tích lũy của ở đây là vùng 22 đến vùng 23. Dabaco sẽ cần thời gian sẽ đi ngang ở quanh cái vùng này, sẽ quanh vùng 22 đến vùng 23 này trước khi phát đi những cái tín hiệu kỹ thuật tiếp theo. Thì đối với Dabaco cũng sẽ là một mã cổ phiếu mà sẽ đưa vào danh mục phân tích và liên tục phân tích trong cái thời gian tiếp theo. APC thì như thế nào ạ? APC thì hiện tại là đang cố gắng để thoát kênh xu thế, và cái nền giá của APC, những cái điểm mua vị thế Hùng Lê đã khuyến nghị ở trên Zoom đó là vùng 22.5. Đây là những cái điểm mua vị thế, thì chúng ta có thể mở những cái điểm mua vị thế ở đây 1/3 đến 1/4 số chúng ta định mua, và sau khi cổ phiếu về đến tài khoản thì chúng ta sẽ căn cứ tình hình thực tế để chúng ta có những phân tích định lượng. Đối với mã cổ phiếu Bagona thì phiên ngày hôm nay là một cái phiên mà Bagona đã có
Những cái tín hiệu tích cực và bao na trong bản tin tuần trước thì Hùng cũng đã có phân tích đề cập ở quanh nền giá 15 và cái biên của nó là vùng 14.8 đến có thể cao ở đây sẽ là 15.5. Đấy là một cái biên tích lũy ngắn ở trong cái nhịp này và Bacona sẽ cần thời gian để bẻ gãy kênh xu thế. Tức là trong một cái kênh xu thế ngắn hạn thì có thể là Bacona sẽ chưa tăng vội được ngay và một số anh chị hôm nay có hỏi Hùng lên là chúng ta có mua Bacona không. Thì Bacona đã có những cái điểm phân tích ở đây, tức là những cái điểm phân tích quanh vùng giá 15 rồi. Thì về cơ bản là sang tuần tới thì theo như cái góc nhìn của Hùng Lê thì Bacona có thể sẽ đánh chạm lại vùng 15.4. Và đây là vùng mà chúng ta có thể tham gia ở đây. Đấy, những cái điểm mua này và đây là những cái điểm mua mà chúng ta sẽ rất là chắc chắn, rất là ok, đúng không ạ? Rất là chắc chắn, rất là ok ở trong cái thời điểm hiện tại ở đây. Đó, Bacona sẽ là ở đây, ok. Zimadet thì như là nó không. Zimadet thì hiện tại là chưa có những cái tín hiệu nó đột biến và chúng ta sẽ cần quan sát thêm thời gian. Ok, như vậy là Hùng Lê cùng với tất cả những anh chị em đã cùng phân tích view lại toàn bộ tình hình thị trường trong tuần vừa qua, cũng như có những cái phân tích định lượng một số các cái mã cổ phiếu trong danh mục mà suốt thời gian qua chúng ta cùng phân tích và theo dõi. Và như vậy thì Hùng cũng có thể chúng ta cũng có thể thấy rằng là trong tuần tới thì VN-Index của chúng ta sẽ có những phiên test lại đầu tuần, những cái nhịp tăng, những cái nhịp chậm đà tăng ở đầu tuần sẽ có thể test, VN-Index của chúng ta sẽ test lại vùng 1.010 điểm. Sau những cái nhịp test đó, những cái nhịp test tích lũy thành công và sau đó thì Hùng sẽ có những cái đánh giá nội tại của thị trường để chúng ta có thể định lượng được tiếp theo một cái nhịp tăng tiếp theo của VN-Index ở về khoảng vùng 1.040 điểm đến vùng 1.050 điểm hay không. Thì chúng ta sẽ cần thêm những cái tín hiệu kỹ thuật của VN-Index ở trong phiên kết tuần. Xin lỗi cả nhà, trong cái phiên ngày thứ hai và ngày thứ ba, thứ tư tuần tới. Đấy là ba cái phiên bản lề để giúp định lượng VN-Index của chúng ta. Về các cái vị thế của các mã cổ phiếu thì về trên quan điểm xuyên suốt trong quãng thời gian vừa qua thì Hùng Lê vẫn khuyến nghị tất cả các anh chị em của chúng ta trong team Hùng Lê tập trung vào đánh các cái mã cổ phiếu trụ, các cái blue vừa, các cái blue chip vừa và nhóm ngành ngân hàng. Đó là những cái nhóm ngành mà sẽ tập trung được rất nhiều các cái dòng tiền của nhà đầu tư cũng như các cái yếu tố tạo lập của thị trường. Khi VN-Index của chúng ta tích lũy được mốc 995 điểm và sau đó là sẽ là mốc 1.000 điểm. Và nhân tiện đây thì Hùng Lê cũng trân trọng kính mời tất cả những anh chị em là nhà đầu tư trên khắp mọi miền đất nước thì cũng về đồng hành cùng với team của Hùng Lê tại công ty chứng khoán VPS để cùng đồng hành tham gia để cập nhật những cái bản tin hàng ngày của Hùng Lê ở trên kênh YouTube cũng như là trên cái nhóm VPBS N01 để chúng ta có được những để chúng ta có được những cái góc nhìn tốt hơn, những cái góc nhìn tốt hơn trên thị trường. Và trong tuần tới thì cũng sẽ là một tuần giao dịch mà sẽ ok hơn, sẽ tốt hơn và chúng ta sẽ tập trung vào những cái dòng cổ phiếu mà Hùng Lê đã khuyến nghị đáng để đầu tư ở trong cái giai đoạn vừa qua. Thân ái chào tạm biệt quý anh chị nhà đầu tư và hẹn gặp lại cả nhà trong những cái bản tin tiếp theo.